Chương 81 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hạ Thanh Trúc tức đến nổ tung, nghiến răng nghiến lợi đạo, nói cách khác, ta phế đi như vậy đại khí lực, kết quả cứu người còn không có lâm tô cứu số lẻ nhiều. Nàng như thế nào chỉ biết mặt thế muốn tới sự. Nàng âm thầm trợ giúp có thể cứu 100 triệu nhiều. Hệ thống ngươi tại chơi ta. Hệ thống trước liền nói qua, Lâm Tô nàng có Mary Su nữ chủ quan hoàng, người nói nói lời tạm biệt người khả năng không tin, nhưng nàng nói người khác nhất định tin tưởng. Cho nên cứu người nhiều như vậy, phần lớn là công lao của nàng. Hơn nữa nàng tuy rằng không có hệ thống, nhưng trực giác khác hẳn với thường nhân, tin tưởng người nói mặt thế cũng không kỳ quái. Lại là nữ chủ quan hoàng, lại là nữ chủ quan hoàng, dựa vào cái gì Lâm Tô chính là nữ chủ, nàng liền chỉ có thể là nữ phụ mặc dù trọng sinh cũng muốn nơi chốn bị nàng áp chế một đầu. Hạ Thanh Trúc chưa từng có giống như bây giờ chán ghét quá một người, thật tưởng làm cho đối phương hiện tại tại chỗ nổ mạnh. Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ mặt trái cảm xúc bùng nổ, thiện giá trị 1, thiện giá trị 2, thiện giá trị 1. Hạ Thanh Trúc trước mặt bắt đầu xoát khởi hồng sắc khấu phân giá trị, liền như vậy trong chốc lát công phu đã khấu hơn 10 phân. Hạ Thanh Trúc. MMP. Nàng Liên Tưởng cũng không thể suy nghĩ. Thánh mẫu là thiện lương, tốt đẹp, tuyệt đối không có khả năng sẽ nguyền rủa người khác tại chỗ nổ mạnh. Nga, nàng thiếu chút nữa đều quên đây là thánh mẫu hệ thống, Hạ Thanh Trúc mặt không đổi sắc cường bách chính mình tỉnh táo lại, không sinh khí, không sinh khí, Lâm Tô nàng là một cái hảo nữ hài, lại ôm nhu lại xinh đẹp, trước kia đối chính mình có thể hảo. Ma đảng vẫn là tức giận nha. Trước mặt nàng lại bắt đầu phiêu hồng, vừa mới lúc này hạ mẫu gõ cửa đi đến, thanh trúc, như thế nào không đi ra ngoài, ngươi gia gia bọn họ đều tại chờ ngươi ni. Hạ thanh trúc nhìn trước mặt ôm nhu mụ mụ, lại nhịn không được hốc mắt một hồng, đối với người nhà của nàng đến nói, nàng cùng bọn họ mỗi ngày gặp lại, có thể đối với nàng đến nói, bọn họ đã 10 năm không gặp. mặc thế khó nhất ngao thời điểm, nàng đều là nghĩ gia nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười mới kiên trì đi xuống. Chính là sau lại, mặc thế thật sự rất dễ dàng nhượng người chết lặng, nàng liên gia nhân bộ dáng đều quên. Đệ nhất hồi trở về gặp đến đại gia thời điểm, nàng nhịn không được khóc lớn một hồi. Cũng là kia tràn khóc trống, nhượng trong nhà người tin tưởng nàng nói nói, bởi vì bọn họ tin tưởng, nhà bọn họ tiểu công chúa, bỗng nhiên vô cớ sẽ không như vậy bi thống, không quản là làm ác mộng vẫn là mặt khác tình huống nào cũng hảo. Tóm lại liền tính vì nhượng nàng an tâm, cũng sẽ ấn nàng nói đi làm. Hạ mụ mụ nhẹ nhàng sờ sờ hạ thanh chút đầu, bảo bối. Mụ mụ biết ngươi nhất định đã trải qua chút không hảo sự, nàng nữ nhi nàng biết, ngày đó từ trường học sau khi trở về liền tính cách đại biến, hiện tại lại thật sự nghiệm chứng nàng đã nói mặt thế, cho nên hạ mụ mụ có lý do tin tưởng, chính mình nữ nhi nhất định đã trải qua một ít nhượng nàng thống khổ sự quá khứ nên để cho nó đi qua đi, hiện tại chúng ta người một nhà cùng một chỗ, ngươi không là lẽ loi hiu quạng một người, người có thể dựa vào ba ba mụ mụ, có thể dựa vào gia gia thúc bá, có thể dựa vào vài cái ca ca, có chúng ta tại, tuyệt không sẽ lại nhượng ngươi chịu ủy khuất. Hạ Thanh Trúc cái mũi đau xót, nhào vào mụ mụ trong ngực, đây là người nhà của nàng, toàn thế giới tốt nhất gia nhân. Bọn họ cho nàng nhiều nhất sủng ái, nếu không có như thế, nàng như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy nuông chiều bốt đồng tính cách. Bởi vì có nhân ái, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Chính là, đời trước bọn họ lại sớm như vậy ly khai nàng. Cho nên, đời này, nàng nhất định muốn bảo hộ hảo bọn họ. Ký chủ tự động lĩnh ngộ thánh mẫu chuẩn bị kỹ năng, bảo hộ, thưởng cho một vạn thiện giá trị. Hạ Thanh Trúc Vì cái gì muốn tại như vậy ôn nhu thời khắc đánh gãy nàng bất quá nhìn tại thưởng cho phân thượng, hạ thanh trúc gắn gượng mà làm không cùng nó so đo. Còn có, bảo hộ gia nhân cũng sẽ bị thưởng cho thiện giá trị sao? Đệ nhất hồi bị hệ thống thưởng cho, đột nhiên còn có chút tiểu vui vẻ là xảy ra chuyện gì? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hầm trú ẩn, mặt thế ập đến ngày đầu tiên, đại gia đều rất tinh thần sa súc, toàn bộ hoàn cảnh đều phi thường áp lực. Triệu miên miên cùng lâm tô chỉnh lý các nàng vật tư, tam rương nước khoáng, 12 bao mì ăn liền, chân giò hung khói tràn tứ bao, bánh bích quy tứ hộp, sô-cô-la một hộp, lại có chính là mấy bao bành hóa đồ ăn vặt. Quan mấy thứ này chống đỡ không vài ngày. Triệu miên miên vô cùng ảo não, sớm biết rằng liền đêm này đó đồ ăn vặt đều đổi thành áp suất bánh bích quy, còn có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Siêu thị tranh mua thời điểm, nàng còn cùng muốn đi dạo chơi ngoại thành dường như, mua rất nhiều đồ ăn vặt. Lâm Tô An ủi nàng, không là ngươi sai, khi đó ai có thể nghĩ đến mặt thế thật sự sẽ đến. Huống hồ liền tính nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, cũng thay đổi không cái gì. Còn không bằng sớm một chút ăn xong, bước đến tuyệt cảnh kích phát xuất dị năng ni. Triệu mụ mụ lo lắng đạo, chúng ta sẽ không vẫn luôn vây ở chỗ này đi. Quốc gia sẽ tới cứu chúng ta sao? Ngươi không nghe nói bên ngoài hết thảy đều biến thành tán xa. Trên mặt đất không có biện pháp đi, như thế nào tới cứu, thời gian này còn có hay không chính phủ đều không dễ nói. Triệu ba ba đạo. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta liền tại đây chờ tử sao? Lâm Tô an ủi, đừng lo lắng A Di, trời không tuyệt đường người, có lẽ này tràn tai nạn rất nhanh liền đi qua, cũng có lẽ chúng ta sẽ tìm được mặt khác sinh lộ, tóm lại trước hảo hảo sống sót, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Chúng ta một phen tuổi tác, còn không có người một hài tử thấy rõ. May mắn chúng ta người một nhà còn cùng một chỗ, liền tính thực sự cái vạn nhất, cũng không lưu tiếc núi. Triệu Mụ Mụ nói như vậy. Người chung quanh giống nàng nhất dạng lo âu bất an không tại số ít, mặt thế đột nhiên đến, mặc dù các gia các hộ đều dẫn theo thức ăn nước uống, nhưng như vậy điểm đồ vật có năng lực chống đỡ bao lâu? Nếu như là tan khi bọn họ còn có thể chờ mong một chút sẽ có quân đội cứu viện, chính là bên ngoài căn bản không có biện pháp tồn tại bất luận cái gì đồ vật trong khoảng thời gian này bọn họ lặp đi lặp lại thực nghiệm quá, không quản là thạch đầu vẫn là thủy, cũng hoặc là quần áo linh tinh, chỉ cần ném đi ra bên ngoài lập tức sẽ biến thành một mảnh tán xa, bao quát người. Tình huống như vậy hạ, lại như thế nào sẽ có cứu viện? Chờ đến thực vật ăn xong, cũng liền chỉ còn một cái tử lộ. Tử vong cũng không đáng sợ, thật muốn là không hề hay biết chết đi ngược lại thoải mái, đáng sợ chính là chờ chết thời điểm dày vò. Còn có càng đáng sợ chính là tuyệt vọng dưới nhân tính phóng túng. Mới bất quá nửa ngày thời gian, nơi này đã đã xảy ra tứ ngũ khởi mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra cũng bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, loại này mẫn cảm thời khắc, phản phất bất luận cái gì ma sát đều bị vô hạn phóng đại. Loại này thời điểm, cũng càng dễ dàng nhìn ra một số người bản tính, có cậy mạnh hiếu thắng người, cũng có thông minh cẩn thận người, còn có chút lãnh đạo lực cường đã bắt đầu lập ban kết phái tên là tổ hỗ trợ dệt, thành viên hỗ giúp hỗ trợ, phòng ngừa bị người khác khi dễ. Quang Lâm Tô biết đến liền có ba cái như vậy tổ chức, giống nhau ấn phiến phân chia, bao quát Lâm Tô này khối khu vực, cũng thành lập một cái, bởi vì bọn họ phương vị tại Tây Bắc Phương, cho nên liền kêu Tây Bắc tiểu đội. Đội trưởng là một cái đội kính mắt tinh Anh Nam, mặt thế trước là một gia công ty giám đốc, tương đối có lãnh đạo năng lực. Người nhìn có vài phần không khéo, nhưng vừa nói nói liền trước dẫn theo ba phần cười những người cũng không ghét hắn đến lâm tô bên này du thuyết thời điểm lâm tô bốn người thương lượng một chút liền gia nhập bọn họ thời gian này đơn đã độc đấu quả thật không có gia nhập một tổ chức muốn hảo tối thiểu sẽ không bỗng nhiên vô cớ bị người khi dễ còn miễn cưỡng tính an ổn một ngày đi qua màn đêm buông xuống nhiệt độ không khí cũng lặng lẽ rơi chậm lại triệu miên miên xoa xoa một thân nổi da gà ta như thế nào còn cảm giác có chút lạnh đi. Không là người ảo giác, ta cũng hiểu được nhiệt độ không khí hàng lợi hại. Ban ngày còn mồ hôi ướt đẫm, quần áo thượng có thể ninh xuất một chậu nước đến, này sẽ nhiệt độ không khí lãnh nhượng người thẳng trung. Lâm tô từ ba lô trong phiên xuất tứ kiện khinh bạc áo lông, nhất nhất đưa qua đi. Triệu miên miên xoa xoa tay mặt vào, may mắn đạo, hoàn hảo tô tô ngươi kiên trì, bằng không chúng ta hiện tại liền đông thành cẩu lâm tô muốn mua thời điểm nàng còn nói lâm tô ngốc ngày nóng bức mua cái gì áo lông không nghĩ tới hiện tại liền dùng thượng bởi vì ta nhìn đến còn có thiếp mời nói sẽ hạ nhiệt độ linh tinh cho nên liền mua lo trước khỏi họa mà liền vài kiện khinh bạc áo lông cũng không chiếm địa phương lâm tô cười nói nàng nhìn đến hạ thanh trúc thiếp mời khi liền phát hiện nàng không có nói hạ nhiệt độ sự bởi vì trừ bỏ lúc đầu mọi người không có phòng bị bị ban đêm đột nhiên hạ nhiệt độ đánh trở tay không kịp, sau lại nhân loại có chế tạp năng lực, các loại giữ ấm thiết bị phối trí đầy đủ hết sau, địa hạ thành độ ấm bị ổn định xuống dưới, cho nên nàng có khả năng là quên chuyện này. Lâm Tô lặng lẽ bổ sung điểm ấy, nhưng mặt thế trước chính ở vào cực nóng thời tiết, mọi người hận không thể lỏa bôn, cho nên muốn mang áo bông phỏng chừng cũng không vài cái. Này khác thường thời tiết cũng không biết muốn dẫn đi nhiều ít người sinh mệnh. Hoàng hạo vài cái chính tránh ở lều trại trong bọc sàn đang sưởi ấm, bọn họ vài cái đúng là hôm nay buổi sáng cùng đi xem xét tình huống kia năm cái, bởi vì có cộng đồng trải qua, tuổi tác lại đều sấp xỉ, liền thành trí thú hợp nhau bằng hữu. Người trẻ tuổi, bất luận tại dưới tình huống thế nào, tổng có chút tinh thần phấn chấn bồng bột sinh cơ. Mấy người này sẽ phản phất quên bên ngoài nguy cơ, đang nằm huyên thuyên. Người nói, mặt thế đều đến, chúng ta như thế nào liền không thức tỉnh cái siêu năng lực gì? Tiểu thuyết trong không đều như vậy đặt ra. Nhân vật chính giống nhau đều có cái tùy thân không gian gì, lại không tốt cũng thấy tỉnh cái cường đại dị năng. Đó là tiểu thuyết, ngươi còn tưởng thật. Huống hồ, ngươi liền tính thức tỉnh siêu năng lực có thể làm gì? Lại không có tan thi nhượng ngươi sát. Nói cũng là, chúng ta loại này mặc thế còn thật chưa nghe nói qua, có cái lôi hệ dị năng còn không bằng đến nhất kiện đại áo bông thực dụng. Ha ha, có lẽ thật là có trống rỗng biến xuất đồ vật dị năng. Hoàng hạo lời chưa nói hết, lều trại bên ngoài liền truyền đến một tiếng kinh hỉ hoang hô, tô tô, ngươi thức tỉnh siêu năng lực nha. Dựa vào dựa vào dựa vào, thật là có siêu năng lực. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ năm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoàng hạo mấy người một lăng lông lốc đi đến lều trại ngoại Sau đó liền nhìn đến cách vách kia hai cái thập phần xinh đẹp nữ sinh chính cười nói cái gì Vừa rồi kêu sợ hãi chính là triệu miên miên Nàng gọi tô tô, kia thức tỉnh nên là lâm tô Hoàng hạo bọn họ vài cái để nhất hẹn gặp lại hai người này thời điểm Liền đem tên của các nàng đánh nghe rõ ràng Nam sinh mà, tổng là thích mỹ nữ mấy người kia vây đi qua thời điểm chính nghe lâm tô giải thích nàng dị năng ta vừa rồi chính là cảm thấy lãnh nghĩ muốn là có kiện áo bông thì tốt rồi sau đó trong tay của ta liền xuất hiện này trương tạp bài mọi người tầm mắt bị trong tay nàng tạp bài hấp dẫn mặt trái là màu đen lộn xộn hoa văn bọn họ cách khá xa nhìn không chính xác chỉ cảm thấy kia hoa văn tựa hồ thập phần thần bí mà chính diện lại là màu trắng đế mặt mặt trên là nhất kiện áo bông hình vẽ quần áo không có gì đặc biệt, chính là đơn giản nhất màu đen thường phục khoảng, bên cạnh tựa hồ còn có một chuyến tiểu tự, hoàng hạo thấy không rõ lắm, nhưng ly đến gần triệu miên miên đã niệm đi ra. Nữ sĩ áo bông, phổ thông, công năng, chống lạnh, vô phụ gia thuộc tính. Di, cái này mười là có ý gì? Ta nghĩ hẳn là thập kiện ý tứ đi. Lâm Tô giải thích, nàng vừa nói, một bên đem cái này tạp bài cụ hiện hóa cụ giống hóa là một loại tương đối kỳ lạ cảm giác lâm tô cũng hình dung không ra cái kia cảm giác tựa hồ chỉ cần chính mình nghĩ nó liền xuất hiện tạp bài tại nàng trong tay hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở trong không khí cùng lúc đó nàng trong tay nhiều thập kiện tạp bài thượng triển lãm màu đen áo bông mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này ly đến gần người còn nhịn không được thượng tay sờ soạn một chút kia chân thật xúc cảm nói cho bọn hắn biết trước mắt hết thảy không là biến ma thuật mà là thật sự. Mặc thế trong có người thức tỉnh siêu năng lực ý vị như thế nào? Ý nghĩa hy vọng, ý nghĩa quang minh, ý nghĩa trời không tuyệt đường người. Tuy rằng hiện tại chỉ có một người thức tỉnh, nhưng những người khác không tất không có cơ hội, nếu như chính mình cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực, kia. Mọi người thấy lâm tô tầm mắt nóng bỏng đứng lên, sôi nổi hỏi ý kiến. Người thức tỉnh thời điểm có cái gì đặc biệt cảm thụ sao? Nói thí dụ như đau đớn hoặc là một cổ nhiệt lưu từ đang điền lao ra linh tinh. Không có, liền cùng trước nhất dạng. Khi ngươi cảm xúc có biến hóa sao? Có chút tiểu thuyết trong không phải nói sống chết trước mắt dễ dàng thức tỉnh sao? Giống như cũng không có, chính là cảm giác lãnh, sau đó đặc biệt muốn nhất kiện áo bông, liền xuất hiện cái này. Lâm Tô lại có chút ngại ngùng nói, ta còn không biết cái này có tính không siêu năng lực, chính là nhất kiện áo bông tạp bài tính, đương nhiên tính, chúng ta lại không cần đánh tan thi, cái gì lôi hệ dị năng kim hệ dị năng, còn không bằng nhất kiện miên áo bành tô thực dụng. Nha, ngươi miên áo bành tô bán hay không? Thập kiện các ngươi cũng xuyên không hoàng, đem dư thừa quân cho ta hai kiện được không? Ta gia hài tử tiểu, ta sợ nàng đông hỏng rồi. Đông đảo lãnh giáo siêu năng lực trong thanh âm, một cái đột ngột thanh âm sáp tiến vào. Này đạo thanh âm nháy mắt nhắc nhở đại gia, đúng vậy siêu năng lực một chốc thức tỉnh không nhưng miên áo bành tô là lập tức sở nhất thiết phải a à. vì thế bị nhắc nhở mọi người lại bắt đầu mua lâm tô miên áo bành tô cũng quân cho ta gia nhất kiện đi ta nhi tử mới 3 tuổi mặt đều đông trắng nhà ai không hài tử a à, đều nghĩ muốn ni ta xuất tiền mua thiết đều mặc thế tiền còn có cái gì dùng ta lấy vàng đổi ôi nói giống như vàng hữu dụng dường như nó là có thể ăn vẫn là có thể giữ ấm A, mang theo lại trầm, còn không có phương tiện. Ta lấy thủy với ngươi đổi, thủy tổng yêu cầu đi. Cái này có vài người do dự, thức ăn nước uống đồng dạng trọng yếu, tại đây dạng đặc biệt thời khắc, ai cũng không cảm thấy chính mình mang thủy có bao nhiêu dư, chỉ biết cảm thấy không đủ dùng, như thật lấy thức ăn nước uống đổi lấy áo bông giống như có chút không có lời. Lâm Tô vội vàng khoát tay nói, không cần không cần, đại gia hiện tại đều đỉnh khó khăn, thời gian này muốn các ngươi thủy không là muốn các ngươi mệnh sao. Ta này đó áo bông là dư thừa, cũng dùng không hoàng, phân cho đại gia cũng coi như cùng chung cửa ải khó khăn. Thời gian này, có lẽ chúng ta chính là trên cái thế giới này người sống sót, lẫn nhau cùng nhau trông coi cũng là hẳn là. Lâm Tô trước cấp đại gia quán một ấm canh gà, đem tất cả cảm động hy lý hoa lạp, đều thời gian này, thế nhưng còn có thiện lương như vậy nữ hài tử, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn tính toán đem dư thừa áo bông tặng cho đại gia, thật là một người tốt a. Sau đó Lâm Tô đầu đề câu chuyện một chuyển, bất quá ta này áo bông cũng có hạn, cho ai không cấp ai đại gia trong lòng đều không thoải mái. Không phải như vậy đi, ta liền ấn cái này đại tỷ đề nghị, dùng tiền mua đi, ân. Liền 100 đồng tiền nhất kiện, có hài tử có thể ưu tiên mua. Lời này một suốt đại gia không chỉ không có không cao hứng, ngược lại vui sướng ngây ngất, thời gian này tiền lại không có gì dùng, bình thường 100 đồng tiền cũng mua không được miên áo bành tô, huống chi là thời gian này. Người tiểu cô nương thu 100 đồng tiền đánh giá cũng chính là ý tứ ý tứ, nhân gia nguyện ý bán liền vui trộn đi. Huống chi bắt người tay ngắn, lấy không nhân gia chính là không duyên cớ thụ ân huệ, dùng tiền mua liền không giống, tiền hàng thanh toán xong, đại gia đều phương tiện. Đương nhiên, cũng là phải nhớ nhân gia đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình, nhưng tổng so lấy không nói trong lòng thoải mái điểm. Lâm tô bốn người có áo lông, cho nên đêm này thập kiện áo bông toàn bộ bán đi, đại đa số bị bọn họ phụ cận người mua đi mặt khác khu người nghe được tin tức chạy tới thời điểm đã bán sạch. Huống hồ, liền tính chạy tới cũng tể không đến phía trước, Lâm tô bên người đã sớm trong ba tầng ngoại ba tầng bị vây cái chật như nêm cối thập kiện áo bông đối với hơn 2.000 người đến nói, thật sự là như muối bỏ biển, Lâm Tô nhìn không có áo bông người đông lạnh rung, lại bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng liền là chế tạp khi trạng thái, đã thức tỉnh chế tạp năng lực tạp sư, là có thể thông qua minh tưởng đến tiếp tục chế tác tạp bài, nhất là đối với đã chế tác thành công tạp bài, sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lâm Tô kéo thượng lều trại, thông qua minh tưởng lại chế tạo ra cửu trương áo bông tạp, tinh thần lực liền đã tiêu hao hết nàng vừa mới thức tỉnh, tinh thần lực hữu hạn, có thể chế tạo ra thập trương đã là rất không sai. Nguyên tắc trung ghi lại, đại bộ phận người thức tỉnh ngày đầu tiên, đều chỉ có thể chế tác hắn thức tỉnh khi kia nhất trương. Giống lâm tô như vậy, một bắt đầu có thể chế tác thập trương chính là tuyệt vô cận hữu. Này có thể là đến ít với nàng mấy đời xuyên qua, tinh thần lực tương đối cường hãn. Mỗi trương tạp bài thượng áo bông sổ đều là thập, mặc dù hơn nửa này 90 kiện, đối với 2.000 người đến nói vẫn là không đủ dùng. Cho nên nàng đem vừa rồi bán 1.000 đồng tiền sung vào đào bảo trong, ấn cái này kiểu dáng, mua một ít. Mua đều là thập phần tiện nghi, mấy chục đồng tiền nhất kiện cái loại này. Xen lẫn trong tạp bài chế tạo ra tới những cái đó bên trong, bán cho những người khác. Triệu miên miên một nhà ba người ở bên ngoài giúp nàng bán, nàng thu tiền lại đi đào bảo thượng mua, lều trại che nghiêm nghiêm thực thực. Giả vờ là chính mình tạp bài huyển hóa ra tới Tổng cộng bán ra 400 kiện, lại nhiều cũng không có khả năng 400 kiện kỳ thật cũng miễn cưỡng đủ dùng Cam đoan lão nhân cùng hài tử có xuyên Người thanh niên có thể dùng sàng đan Quần áo mùa hè linh tinh đối phó Lại không tốt sách lều trại bọc trên người Cũng có thể trắng điểm hàng 400 kiện lâm tô kỳ thật cũng đã củng mạo rất nguy hiểm Về sau thức tỉnh nhiều người liền sẽ phát hiện nàng hôm nay sở biểu hiện ra ngoài năng lực có bao nhiêu biến thái. Biến thái liền biến thái đi, dù sao nàng về sau biến thái thời điểm nhiều đâu, liền khi trước cho bọn hắn đánh dự phòng châm hảo. Lâm tô bọn họ vài cái rốt cục đem đồ vật bán hoàng sau đó, đám người tản ra, bọn họ tây bắt tiểu đội đội trưởng, phó đội trưởng rốt cục tể đến các nàng trước mặt. Đội trưởng Khương Phàm cười thập phần nhiệt tình, Lâm tiểu thư thật đúng là cho chúng ta tây bắt tiểu đội trưởng mặt, người nhiều như vậy, liền ngài một người trước thức tỉnh siêu năng lực. Này muốn là lại nói tiếp, Lâm Tiểu Thư cũng là thiên tuyển chi tử. Hiện tại điều kiện không cho phép, không phải nhất định muốn cấp Lâm Tiểu Thư khai cái khánh công hội mới được. Lâm Tô Tinh thần lực hao hết, thập phần mỏi mệt, không kiên nhẫn cùng này đó người đánh lời nói sắc bén, xin lỗi, Khương đội trưởng, ta hôm nay thật sự quá mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sao? Khương Phàm vẽ mặt ấy nấy, là chúng ta nên nói xin lỗi mới là, không có suy xét đến lâm tiểu thư thân thể khó chịu, lỗ mãn quấy rầy. Mấy người kia sau khi rời đi, triệu ba ba cố ý nhắc nhở lâm tô một tiếng, ta xem này đó người có mục đích riêng, cùng bọn họ giao tiếp ngươi phải cẩn thận điểm, ngươi là cái thứ nhất thức tỉnh người, tương lai còn có hay không những người khác thức tỉnh tạm thời không biết, nếu có, kia hoàn hảo, bọn họ nhất định sẽ mượn sức ngươi. Nếu như không có, ngươi khả năng liền nguy hiểm lâm tô minh bạch ý tứ của hắn đại gia đều thức tỉnh nàng liền không kỳ quái nếu chỉ có nàng một người thức tỉnh kia nàng liền là dị sổ không có người sẽ hy vọng chính mình đồng loại trung tồn tại một cái dị sổ mọi người hiện tại thụ nàng ân huệ đối nàng không có bài xích nhưng thời gian lâu khó bảo toàn không có người cảm thấy nàng là quái vật đối với những cái đó đùa bẩn quyền mưu người càng thêm không có biện pháp nhượng một cái có phi phàm năng lực người tồn tại bọn họ bên người nếu như không thể vì bọn họ sử dụng khi liền chỉ có thể hủy diệt lâm tô làm sao không biết mấy vấn đề này nhưng nàng biết không cần bao lâu khẳng định sẽ có càng nhiều người thức tỉnh cho nên nàng không cần lo lắng cùng trong lúc nhất thời hạ thanh trúc cũng nhận đến một điều nhiệm vụ nhượng nàng cấp ly đến gần nhất người sống sót tụ tập khu đi đưa áo bông chăn bông ly đến gần nhất người sống sót tụ tập khu tự nhiên là tàu điện ngầm trạm người mặc thế tới thời điểm có không ít người lựa chọn tại tàu điện ngầm tị nạn. Trừ bỏ có tầng hầm ngầm, đại bộ phận người chỉ có thể lựa chọn tại địa hạ công cộng trường hợp tránh né, nói thí dụ như tàu điện ngầm, địa hạ siêu thị, địa hạ thương trường, tầm hầm để xe chờ. Hạ Thanh Trúc phụ cận tàu điện ngầm trạm điểm người không coi là nhiều, nhưng là có tiểu một ngàn bộ dáng, những nàng cấp nhiều người như vậy đưa chăn bông áo bông, hệ thống còn không cung cấp này đó vật tư, nàng như thế nào liền như vậy không tình nguyện ni càng trọng yếu hơn là, hạ gia căn cứ địa cùng tàu điện ngầm trạm còn không có đã thông, ý là nàng muốn trước đào động đào tới đó, lại cho bọn hắn đưa ấm áp, nàng như thế nào như vậy muốn đem hệ thống băm cái vỡ nát ni. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 6 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hữu tình nhắc nhở, ký chủ ngươi có thể tại hệ thống trong thay đổi nhất trương đào móc cơ tạp bài nha. Hệ thống tự mang đào móc cơ kỹ thuật điều khiển, làm tường kỹ giáo cao cấp giáo sư tự mình giảng bài, bao giáo bao sẽ, học sẽ không thôi học phí. Chỉ cần 288, ngươi còn tại chờ cái gì? Hạ Thanh trúc mặt không đổi sắc ra gian phòng, trong đại sảnh hạ gia vài cái trưởng bối còn tại thảo luận sự tình, Hạ Thanh trúc đi ngang qua thời điểm, gia nhân kỳ quái hỏi nàng, Thanh trúc ngươi đây là đi đâu? Nga, đào động. Hạ gia mọi người. Ta thức tỉnh tạp bài kỹ năng, muốn đi ra ngoài thử thử. Hạ ba ba thập phần kinh hỉ, bảo bảo ngươi thức tỉnh dị năng. Hạ thanh trúc gật gật đầu, xoát lấy ra nhất trương tạp bài. Hạ ba ba thị lực hảo, thấy rõ kia trương tạp bài, mặt trái là thần bí màu đen hoa văn, chính diện là bạch đế nhất trương hình vẽ, kia hình vẽ là Nha nha Đào móc cơ Hạ ba ba suy nghĩ nửa ngày, toát ra đến một câu khen ngợi. Ta khuê nữ chính là không đồng nhất, thức tỉnh năng lực đều là như thế rất khác biệt. Hạ thanh trúc một cái lão đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi ra ngoài, thiếu chút nữa đem tạp bài niết lạng. Hạ gia mặt khác mấy tiểu bối đều tò mò theo sau, tính toán kiến thức kiến thức này rất khác biệt siêu năng lực. Hạ Thanh Trúc là một cái ngụy tạp sư, Đà móc cơ tạp bài là từ hệ thống trong hoa 288 thiện giá trị thay đổi, sử dụng thời điểm chỉ cần tưởng một chút sử dụng là đến nơi. Tạp bài hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang tiêu tán ở trong không khí, sau đó một đài cao đại đào móc cơ trống rỗng xuất hiện tại trong thông đạo. Hạ gia người đều bị chấn kinh rồi, Hạ Thanh Trúc đã sớm thấy nhưng không thể trách, bình tĩnh bò lên khoang điều khiển, chuẩn bị bắt đầu đào động. Hệ thống không lừa nàng, tự mang lam tường kỹ thuật điều khiển dĩ nhiên là thật sự nàng cho tới bây giờ không khai quá đào móc cơ nhưng một đi lên cũng cảm giác thập phần quen thuộc nên như thế nào khai nàng trong đầu rõ ràng đại đường ca kịp phản ứng vội vàng tiếp đón nàng xuống dưới thanh trúc ngươi xuống dưới nữ hài tử không thích hợp làm này sống ngươi tưởng hướng nào đào nói cho ca ca liền đi hạ thanh trúc trong lòng ấm áp thuận theo đi xuống dưới chỉ vào tàu điện ngầm phương hướng hướng này đào đem tàu điện ngầm trạm đào thông. Đào thông làm cái gì? Thanh Trúc ngươi muốn đi tìm người sao? Không, là đi đưa ấm áp. Hạ Thanh Trúc mặt không đổi sắc đạo, hạ nhiệt độ, bên trong người sống sót khẳng định chuẩn bị không đủ, không có mang giữ ấm quần áo. Cái này coi như là nàng sai lầm, không nhắc nhở đến. Nàng trong đầu cái này suy nghĩ chợt lóe mà qua, sau đó nàng nháy mắt liền kinh tủng, nàng nên sẽ không bị hệ thống ảnh hưởng thật biến thành cái gì thánh mẫu đi. Cái quỷ gì sai lầm, nàng có thể nhắc nhở bọn họ mặc thế tin tức liền không sai, quên một khác biệt có cái gì quan hệ. Vốn là liền không là nàng trách nhiệm, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy đây là nàng sai lầm, thật là đáng sợ. Hạ gia người lại sôi nổi khen nàng. Nhà của chúng ta thanh trúc thật thiện lương, thời gian này còn vi những người khác suy nghĩ, thật là một hảo hài tử. Không, Nàng không nghĩ, nàng là bị bức. Hạ gia căn cứ địa cách mặt đất thiết trạm cũng không xa, đại đường ca đào hơn 10 mét liền đào thông. Người đối diện đã sớm nghe được động tĩnh, tại rất xa vây xem, nhìn đến đào móc cơ còn tưởng rằng là xuất hiện cứu viện. Chúng ta không là cứu viện đội, nhà của chúng ta tại phụ cận, muội muội của ta sợ các ngươi thủ đông, cho nên đã thông thông đạo đến cho các ngươi đưa ấm áp. Hạ gia đại ca đơn giản giải thích ý đồ đến mọi người vừa nghe không là đến cứu bọn họ thập phần thất vọng bất quá nghe được nhân gia là chuyên môn đến cho bọn hắn đưa ấm áp vẫn là rất kích động dù sao bây giờ là thật sự phi thường lãnh mọi người tới tị nạn thời điểm đều không nghĩ tới muốn dẫn giữ ấm vật phẩm này đột nhiên hạ nhiệt độ đánh sở hữu người một trở tay không kịp hạ gia chuẩn bị sung túc cấp này đó người một người phát một điều chăn bông dư giả Hạ Thanh Trúc từ hệ thống trong thay đổi nhất trương chăn bông tạp yêu cầu tam điểm thiện giá trị, nhất trương áo bông tạp là hai điểm thiện giá trị, mà mỗi trương tạp bài thượng vật phẩm sổ, đều là cao nhất chờ thập. Nhìn như phi thường tiện nghi, nhưng Hạ Thanh Trúc không muốn đem thiện giá trị lãng phí tại đây chút rác rưởi vật phẩm thượng, cho nên Hạ Gia có thể cung cấp nàng liền không hoa thiện giá trị thay đổi. Hạ Thanh Trúc đi phái phát chăn bông thời điểm, còn thấy được nhất trương quen thuộc gương mặt, nàng suy nghĩ nửa ngày, mới đem hắn cùng đời trước kiến trúc quy hoạch tổng công trình sư lệ thanh phong đối thượng hào vị này cũng là cá nhân tài tuy rằng không có thức tỉnh dị năng nhưng năng lực của hắn tuyệt không so với kia chút thức tỉnh kém hơn nữa là không thể thiếu nhân loại chuyển dời đến mà sinh hoạt kia địa hạ kiến trúc quy hoạch liền là một đại sự động là tùy tiện có thể đánh sao phòng ở là nói kiến liền kiến sao nó thừa trọng lực thủy tầng đúng chẳng hạn đều là muốn chặt chẽ chú ý vấn đề. Tùy ý loạn kiến loạn đào, kia liền chờ bị chôn sống đi. Vị này lệ Thanh Phong nguyên bản kiến trúc chuyên nghiệp cao tài sinh, mặc thế sau phát huy sở trường, nhậm chức địa hạ tổng công trình sư, sở hữu kiến trúc thi công, thông đạo sáng lập đều muốn trải qua hắn cùng đoàn đội lập đi lập lại tính toán chất lượng. Cho nên nhân tài này là thập phần đáng giá mượn sức. Hạ Thanh Trúc vốn là tưởng dựa vào chính mình tiên tri trước tiên đem người này kéo đến chính mình trận doanh, nhưng đối phương vừa mở miệng, nàng liền đánh mất mượn sức hắn hứng thú. "Ngươi là Hạ Thanh Trúc?" "Đối, ta đã thấy ngươi, ngươi là Lâm Tô bằng hữu, ngươi ở trong này, kia Lâm Tô có phải hay không cũng tại này?" Trên mặt hắn kinh hỉ không chút nào che giấu, thậm chí đã tả hữu nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm Lâm Tô thân ảnh. Nàng như thế nào liền quên Vị này chính là Lâm Tô trung thực ái mộ giả, đối Lâm Tô kia gọi một cái si tình. Ma đảng. Nàng như thế nào liền ngộ không đến toàn tâm toàn ý đối nàng hảo nam nhân. Ký chủ, ngươi chính là phải làm thánh mẫu nữ nhân, nếu dính thánh tự, kia liền không lại là người thường. Ấn các ngươi nói, cái này gọi là tiên nữ trên trời, tiên nữ là không thể cùng phàm nhân đàm luyến ái. Hạ Thanh Trúc. Ai nói ta muốn đàm luyến ái? nam nhân đều là như vậy dơ bẩn, ta mới không nghĩ ghê tẩm chính mình ni, ta chỉ là, hạ thanh trúc khóe miệng gợi lên một mặt nụ cười quỷ dị, muốn đem lâm tô nam nhân đều câu dẫn lại đây thôi. Nơi chốn bị lâm tô áp chế, nàng cũng tưởng cấp lâm tô thêm điểm đổ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Ký chủ nội tâm loại này dâm. Đảng ý tưởng thập phần tà ác, thiện giá trị 1, thiện giá trị 2 hạ thanh trúc trước mắt lại là một trận phiêu hồng khí nàng nghiến răng nàng đều không thay đổi hành động liên ngẫm lại đều không được nàng khí đến không được lệ thanh phong còn đặc biệt không ánh mắt truy vấn nàng lâm tô rơi xuống hạ thanh trúc ác thanh ác khí trả lời một câu không biết thánh mẫu là không có khả năng như vậy hung cũng không có khả năng nói dối ký chủ ngươi muốn mặt mang mỉm cười lộ ra tám răng trả lời hắn không phải hệ thống khấu ngươi thiện giá trị nga sau đó Lệ Thanh Phong liền nhìn đến, người trước mặt vẻ mặt dữ tợn, sắc mặt vặn vẹo, nghe răng nhếch miệng hướng hắn đạo. Ngại ngùng Nga, ta nhớ sai rồi, lâm tô nàng tại hầm trú ẩn đi, nàng rất hảo, ngươi không cần lo lắng. Lệ Thanh Phong Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 7 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com lại là một đêm đi qua, bởi vì có Lâm Tô cung cấp áo bông, hầm trú ẩn trong người sống sót đều chịu đựng qua hàng đêm. Một qua 8 giờ, nhiệt độ không khí mà bắt đầu dần dần lên cao, còn không đến 9 giờ thời điểm, đã nóng người đầu đầy mồ hôi. Như thế khác thường thời tiết, cũng quả nhiên là tra tấn người. Ngày nay vẫn là nhân tâm hoảng sợ, thức ăn nước uống càng ngày càng ít, có chút thực vật đã thấy đấy. Nhìn không tới hy vọng mọi người tính tình càng phát ra nóng nảy, có vài người tự hồ đã đến không kiên nể gì nông nổi, trừ bỏ mấy khởi đánh nhau sự kiện, thậm chí còn có cái xinh đẹp nữ hài thiếu chút nữa bị xâm phạm. Hảo tại bây giờ là mặt thế lúc đầu, nhân tính còn không đến mức hoàn toàn mất đi, người chung quanh nhìn không được, cứu nữ hài kia. Lâm Tô ban ngày vẫn như cũ đang không ngừng chế tác áo bông tạp bài, lấy ứng đối buổi tối rét lạnh, hôm nay còn so ngày hôm qua nhiều làm ba trương, lại từ đào bảo trong mua điểm, hẳn là có thể thỏa mãn một nửa người nhu cầu. Đến tị nạn trước, đại gia nhiều ít đều là mang theo tiền, cho nên 100 khối nhất kiện áo bông, đại gia vẫn là có thể mua nổi. Huống hồ cũng đã mạc thế, còn muốn tiền có ích lợi gì? Tây Bắc tiểu đội đội trưởng Khương Phàm lại tới tìm Lâm Tô mấy lần, nhưng mỗi một lần Lâm Tô không là tại chế tác tạp bài chính là bận bán quần áo, cũng tìm không ra thời gian cùng hắn nói chuyện với nhau đội trưởng, ta xem nàng đây là không biết phân biệt, bằng không chúng ta. Khương Phàm Đạo, trước không vội, lại nhìn kỹ lại nói. Lâm Tô bán áo bông hành động nhượng nàng được không ít người tâm, so chi hắn cái này đội trưởng, hiển nhiên Lâm Tô danh khí càng tăng lên. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, Lâm Tô tồn tại nhượng hắn cái này đội trưởng như ngạnh tại hầu, cho nên hoặc là đuổi đi nàng, hoặc là nhượng nàng vì mình sử dụng. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, đối phương hiển nhiên là không nguyện ý cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, kia dư lại cũng chỉ có một con đường. Đuổi nàng đi cũng không khó, nếu quá hai ngày vẫn là không có những người khác thức tỉnh, như vậy nàng liền là một cái dị sổ, hơi chút châm ngòi thổi gió có thể dẫn đường mọi người đuổi đi đi nàng. Lâm Tô Kỳ thật cũng nghe được sau lưng có người nói nàng là dị sổ ngôn luận, hoàng hảo nói cho nàng, nàng cũng không thèm để ý, chờ ngày mai sẽ có những người khác thức tỉnh đến lúc đó này đó dị sổ nói đến liền tự sụp đổ quả nhiên sáng sớm hôm sau liền có người kinh hỉ hô to ta cũng thức tỉnh tiếng la là từ phía đông nam truyền đến ly lâm tô bọn họ khá xa lâm tô bọn họ không động đều có tò mò người đi vây xem rất nhanh liền đem bên kia tình huống đều sờ thấu là một cái đầu bếp tối hôm qua thượng nằm mơ tưởng ăn gà nướng tưởng nước miếng đều đem gối đầu tẩm ướt sau đó buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện mình trong tay nhiều nhất trương gà quay tạp bài cũng là tạp bài nhìn đến chúng ta siêu năng lực đều là tạp bài a Khi có thể hay không có tam quốc sát loại này tạp bài năng lực tưởng gì ni nếu có thể thức tỉnh cái thực vật tạp bài liền không sai thời gian này có thể ăn no mặc ấm so cái gì đều trọng yếu chúng ta thực vật cũng khoái không có phía dưới có thể làm như thế nào a đi tìm đầu bếp mua a hắn không là thức tỉnh gà quay tạp bài sao cùng lâm tô nhất dạng dư thừa lấy ra bán không được sao hắn cùng lâm tô còn không giống hắn tạp bài thượng chỉ có một cái gà quay không giống lâm tô áo bông mười nhà còn có cấp bậc phân biệt sao kia lâm tô rất lợi hại a à? mọi người mồm năm miệng mười thảo luận đã có hai cái người thức tỉnh kia đã nói lên siêu năng lực không là ngẫu nhiên cái lệ cho nên điều này làm cho những người khác thấy được hy vọng. Có thể biến xuất quần áo cùng thực vật, có thể thỏa mãn mọi người cơ bản nhất nhu cầu, khi liền không đến mức rất khủng hoảng. Chờ đến buổi chiều lại có một người thức tỉnh, điều này làm cho mọi người càng thêm an tâm. Lần này thức tỉnh là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, nhà bọn họ thủy không đủ uống, cho nên bị yêu cầu tỉnh uống. Tiểu cô nương khắc thụ không dứt, đột nhiên liền thức tỉnh mà nàng tạp bài thượng là tứ bình thủy. Từ này tam lệ thức tỉnh chung, mọi người cũng sờ soạn xuất môn đạo, đều là tại đặc biệt khát vọng mỗi loại đồ vật thời điểm, đột nhiên thức tỉnh, cho nên những người khác cũng như vậy thử thử, thật là có vài cái thức tỉnh. Thức tỉnh tạp bài năng lực cũng là đủ loại, có chính là một phen hoa quả đao, có chính là nhất kiện tê tuất, còn có cái cô nương đại di mụ đến, sau đó nàng tạp bài thượng là một bao gì khăn. Thức tỉnh không nhiều lắm, đại đa số vẫn là không hề có động tĩnh gì. Cho nên cái này thức tỉnh điều kiện hãy để cho người cân nhắc không ra. Triệu miên miên lặng lẽ cùng lâm tô kề tai nói nhỏ, bọn họ thức tỉnh đều không ngươi số lượng nhiều, phần lớn là một cái, nhiều nhất cũng mới tứ cái, chỉ có ngươi là mười cái. Hơn nữa ngươi ngày đầu tiên có thể liên tục chế tác thập trương tạp bài, ta hỏi thăm những người khác, bọn họ đều không được. Nhà của chúng ta tô tô lợi hại nhất, hoàn hảo ta đã sớm ôm đùi triệu miên miên chính mình không thức tỉnh tự nhiên là có chút mất mát nhưng nàng là thật tâm vi lâm tô cao hứng lâm tô biết triệu miên miên là có thức tỉnh năng lực chính là thời cơ chưa tới thôi khương phàm nhìn đến liên tiếp có người thức tỉnh liền biết dùng dị sổ nói đến đuổi đi đi lâm tô kế hoạch thất bại huống hồ hắn hỏi thăm tin tức là những người khác thức tỉnh năng lực đều không có lâm tô cường nàng không chỉ là cái thứ nhất thức tỉnh tại số lượng cùng chế tạp số lần thượng cũng so người khác mạnh hơn nhiều đối với như vậy một người chỉ có thể hết sức mượn sức mà không có thế đắc tội cho nên hắn lần thứ hai tìm được lâm tô ngôn ngữ thập phần thành thẩn tỏ vẻ muốn đem đội trưởng vị trí tặng cho nàng đội trưởng một vị vốn là chính là có thể giả cư chi lúc trước ta cũng chỉ là bị mọi người đề cử tạm thời đảm nhiệm hiện tại hình thức hạ về sau đại gia chỉ có thể kệ vào siêu năng lực giả tồn tại lâm tiểu thư thức tỉnh chế tạp năng lực không nói lại cấp đại gia nhiều như vậy trợ giúp cái này đội trưởng vị trí ta xem từ lâm tiểu thư đảm nhiệm mới thích hợp khương phàm bổn ý là nhượng lâm tô nhìn đến hắn thành tâm hắn nhìn ra lâm tô không là cái thích xen vào việc của người khác người nhất định sẽ không đáp ứng cho nên nói như vậy chính là khách khí một chút nhưng mà lâm tô lại sảng khoái đồng ý hảo a ta đáp ứng ngươi. Khương Phạm sửng sốt có 3 giây đồng hồ, mới thu hồi trên mặt kinh ngạc biểu tình, ngượng ngùng cười nói, Lâm Tiểu Thư thật đúng là sản khoái người A. Lâm Tô cười vô cùng bằng phẳng, đối phó dối trá người, liền đến như vậy trực tiếp mới được. Bất quá, nàng nguyện ý lãm hạ này đội trưởng một vị, cũng không đơn giản là vì nhìn Khương Phàm biến sắc mặt, còn có mặt khác dụng ý. Hạ gia từ khi đã thông cùng tàu điện ngầm trạm thông đạo sau, liền bước lên cùng ngoại giới liên hệ bước đầu tiên hạ lão gia tử tương đối có thấy xa mặc thế nếu ập đến đại gia đều bị vây tại địa hạ quốc gia chính phủ cũng chưa chắc tồn tại cho nên về sau tình huống ước chừng chính là quần hùng cắt cứ cắt chiếm nhất phương hạ gia có vật tư nhưng quan có vật tư có ích lợi gì bên ngoài người nhiều như vậy liên thủ đến đoạt bọn họ cũng không bảo vệ được không là cho nên lão gia tử liền tính toán bồi dưỡng thế lực này cùng Hạ Thanh Trúc ý tưởng không mưu mà hợp. Nàng tại mạc thế sinh tồn 10 năm, đối tương lai tình thế lại rõ ràng bất quá, quốc gia chính quyền không phục tồn tại, các nơi quần hùng cũng khởi, tối cấp trên liền là tứ đại chủ thành, trừ bỏ lâm tô nhậm thành chủ các vàng địa hạ ngoài thành, còn có quân đội thế lực thiết xa địa hạ thành. Bạch gia sở tại Bạch Sa Địa Hạ Thành, mặt gia sở tại Hắc Sa Địa Hạ Thành. Tứ đại chủ thành lại từng người phụ thuộc tiểu thành vô số. Lúc này đây, bọn họ hạ gia cũng thế tất đem chiếm cứ một thành cho nên trước tiên bồi dưỡng thế lực là thập phần tất yếu mặc thế đi qua một vòng sở hữu người sống sót thức ăn nước uống cơ bản đều khô kiệt tuyệt cảnh dưới thức tỉnh nhân số cũng càng ngày càng nhiều nhưng tạp sư thức tỉnh lúc đầu năng lực hữu hạn chế tạo ra tạp bài có thể thỏa mãn chính mình sở cần liền không sai cho dù có dư thừa cũng là cùng mặt khác tạp sư thay đổi sở cần căn bản không có năng lực ban ơn cho người thường hơn nữa mặc dù có như vậy một vài cái giàu có cũng không phải sở hữu người đều có thể giống lâm tô nhất dạng còn thu tiền mặt trợ giúp những người khác tình huống như vậy hạ đại bộ phận người thường cơ hồ đều không có sinh lộ hạ gia thời gian này đi mời chào không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hạ thanh trúc cũng không là người như thế nào đều phải chọn chọn nhặt nhặt chỉ tuyển những cái đó tâm tính phẩm hạnh đều quá quan nàng giả tâm bừng bừng kế hoạch chút này thời điểm hệ thống không hé răng nhưng ở nàng lợi dụng người khác gia nhập hạ gia trận doanh thời điểm nó lại bắt đầu khấu nàng thiện đáng giá cảnh cáo cảnh cáo nhưng lúc cháy nhà mà đi hôi của là không thể thực hiện thánh mẫu đều là dùng thiện tâm cảm hóa người khác tại người khác khó khăn khi vô tư dành cho trợ giúp không cầu hồi báo tại trợ giúp người khác trong quá trình nội tâm được đến một loại tâm linh thăng hoa ông có không đơn thuần mục đích đi trợ giúp người khác, là thánh mẫu kỹ nữ hành vi. Hạ Thanh Trúc không phục, có khác nhau sao? Đều là trợ giúp bọn họ, chỉ cần bọn họ được đến thực dụng không được sao? Không giống, chân tâm không chân tâm hệ thống có thể cảm giác được nha. Hệ thống mục tiêu là đem ký chủ bồi dưỡng trở thành sự thật thánh mẫu, mà không phải thánh mẫu kỹ nữ Nga. Nga cái đầu của ngươi Nga. Phung tàu hệ thống, thiện giá trị, một. Hạ Thanh Trúc. Nàng hít sâu một hơi, cùng nhà mình Gia Gia thương lượng, Gia Gia, ta cảm thấy chúng ta phải giúp trợ liền chân tâm trợ giúp bọn họ, không cầu hồi báo. Tại bọn họ khó khăn thời kỳ, hiệp ân báo đáp, phi quân tử sở vi. Hạ Gia mọi người vừa nghe, lại sôi nổi khen. Ta Gia Thanh Trúc thật hiểu chuyện, thật thiện lương, chính trực vô tư lại có ái tâm. Không, nàng không nghĩ, đây đều là bị bức bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 8 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Mặt thế ngày thứ 8, Triệu Miên Miên cũng rốt cục thức tỉnh chế tạp năng lực, vẫn là trước mắt tối hy hữu chữa bệnh loại. Nguyên nhân gây ra là Lâm Tô không cẩn thận hoa bị thương ngón tay, thuận miệng nói một câu, kéo dài cho ta cái băng dán cá nhân dán sau đó triệu miên miên dưới tình thế cấp bách liền biến ra nhất trương băng dáng cá nhân dáng tạp bài. Mừng rỡ không thôi triệu miên miên ôm lâm tô lại khóc lại cười, tô tô, tô tô, ngươi thật sự là ta đại phúc tinh. Mấy ngày nay nhìn những người khác liên tiếp thức tỉnh, bọn họ một nhà ba người lại đều không có động tỉnh, nói không thương tâm đó là giả. Nàng còn cho là mình không có cái kia thiên phú ni, không nghĩ tới thế nhưng bị tô tô một câu cấp dẫn lâm tô cũng vi nàng cao hứng mặc thế bên trong khó được gặp được như vậy thật tính tình bằng hữu có thể lẫn nhau nâng đỡ nhượng này một đường sẽ không rất cô đơn có người thô sơ giảng lược công tác thống kê một chút hầm trú ẩn người sống sót chung thức tỉnh có hơn 500 người không sai biệt lắm chiếm tổng nhân số một phần tư mặc thế ngày thứ tư ngày thứ năm thức tỉnh nhân số nhiều nhất hai ngày này đã giảm bớt xuống dưới đến hôm nay thức tỉnh nhân số tăng thêm triệu miên miên cũng mới tứ cái Nói cách khác, dư lại không thức tỉnh nhân trung, rất đại trình độ thượng chính là không có thức tỉnh thiên phú. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, mặc thế qua vài năm còn có người tại thức tỉnh ni, bất quá rất ít thôi. Mà nhiều người như vậy tất cả đều yêu cầu số lượng tương đối ít tạp sư đến nuôi sống, đây đối với mặt thế lúc đầu, năng lực không đủ tạp sư nhóm vẫn là thập phần khó khăn, bởi vì bọn họ liên chính mình cũng còn không quan tâm, lại như thế nào sẽ lo lắng người thường ni. Không chỉ như thế, đã thức tỉnh tạp sư, cũng không có thức tỉnh người thường, giới hạn cũng phân biệt rõ ràng đứng lên, tạp sư đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, dù sao bọn họ có ưu việt tư bản, mà người thường đối bọn họ cũng không có biện pháp không đi hâm mộ ghen tị. Bất quá so sánh với so cùng địa phương khác người sống sót, đã xuất hiện thương vong, hầm trú ẩn hơn 2.000 người, trừ bỏ mặt thế ngày đầu tiên đi ra ngoài tra xét tình huống những người kia ngoại, không một người tử vong đó cũng là nhiều mệt lâm tô từ vừa mới bắt đầu áo bông tạp bài trợ giúp đại gia vượt qua rét lạnh mấy ngày nay nàng lại thành công chế tạo ra chăn bông miên giày cùng áp suất bánh bích quy này ba loại tạp bài từ quần áo loại đến thực phẩm loại nàng hẳn là thức tỉnh hai loại chế tạp năng lực chống lạnh vật phẩm cơ hồ người người đều có sau thực vật lại thành người sống sót nhóm gặp phải lớn nhất khó khăn cho nên lâm tô mấy ngày nay lại bận với chế tác bánh bích quy tạp bài Bất quá chỉ dựa vào nàng mỗi ngày chế tác những cái đó, khẳng định vô pháp thỏa mãn sở hữu phổ thông người sống sót yêu cầu, cho nên đầu to vẫn là từ đào bảo thượng mua. Từ đào bảo thượng mua tới ngũ khối một hộp áp súc bánh bít quy, nàng bán thập đồng tiền một hộp, nhưng là không có người ngại quý, thời gian này có thể lấy tiền mua được đồ vật cũng đã là thiêu cao hơn. Thậm chí còn có người cảm thấy nàng bán quá thấp, bởi vì tiện nghi, cho nên mỗi người đều mua nổi rất nhiều người ước gì lâm tô đề cao giá cả, nhượng những người khác mua không nổi, cũng liền không có người nhiều như vậy đoạt. Còn có người muốn đem lâm tô ngày đó sản xuất toàn bao, lâm tô tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nàng bổn ý là vì nhượng đại gia đều sống sót, chỉ bán cho một người, những người khác làm như thế nào. Hơn nữa trước mắt sở hữu người chế tạp năng lực đều có hạn, nàng cũng không có thể biểu hiện quá mức xông ra, cho nên chỉ có thể hạn lượng cung ứng, Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một hộp. Người thường vô cùng cảm kích Lâm Tô hành vi, thời gian này cũng chỉ có Lâm Tô nơi này có thể mua được thực vật. Cũng chỉ có Lâm Tô cái này tạp sư sẽ bận tâm bọn họ người thường. Đương nhiên, cũng có người nói Lâm Tô ngốc, đều mặc thế còn muốn tiền có ích lợi gì. Lấy tạp bài thượng biến ảo vật tư đổi lấy mặt khác vật tư không tốt sao? Lại không tốt chính mình tồn cũng hảo a, à, thế nhưng ngốc như vậy đều bán cho người thường. Mặt khác tạp sư không lý giải Lâm Tô hành vi, nhưng cũng không dám đương nàng mặt nói cái gì, dù sao Lâm Tô năng lực là trước mắt mạnh nhất, ai đều muốn từ nàng nơi này lãnh giáo chút kinh nghiệm, liền tính không lý giải cũng không đáng đắc tội. Cũng là bởi vì Lâm Tô, càng ngày càng nhiều người thường gia nhập Tây Bắc tiểu đội, thậm chí bao quát một ít tạp sư. Cũng không phải mỗi cái tạp sư đều kinh thường người thường, dù sao hảo chút người thường vẫn là bọn họ thân nhân bằng hữu, thức tỉnh năng lực cũng bất quá là nhiều nuôi gia đình năng lực. Giống như là đi qua kiếm tiền nuôi gia đình nhất dạng, không có gì khác nhau. Đội ngũ lớn mạnh, nhân viên khó tránh khỏi hỗn độn, cái này yêu cầu Lâm Tô định xuất cái chương trình, tới quản lý chi đội ngũ này. Đại quy định thượng vẫn là tuần hoàng mạc thế trước pháp luật, cường điệu cường điệu không thể gây hấn gây chuyện, không thể thị cường lăng yếu, không thể vi phạm pháp lệnh chờ một chút, khi tiết thượng thì vì thích ứng mặt thế hoàn cảnh mà làm thay đổi lâm tô còn thiết một cái chuyên môn giao dịch khu nàng mỗi ngày sản xuất đều ở trong này bán ra mà trong đội ngũ mặt khác tạp sư cũng có thể đem mình dư thừa đồ vật lấy ra bán không nguyện ý phiền toái liền trực tiếp bán cho lâm tô đương nhiên bọn họ cái này bán không phải là bán tiền mà là muốn đổi lấy lâm tô áp suất bánh bích quy dù sao không là mỗi người đều có dũng khí tại mặt thế vật kia tư đổi tiền, muốn một đống giấy vụn có ích lợi gì ni. Lâm Tô ngược lại là cảm thấy, làm một loại giao dịch vật dẫn, vẫn là dùng tiền mua bán dễ dàng hơn một ít. Cổ đại đều là từ lấy vật dịch vật phát triển thành cố định tiền, không đạo lý hiện tại lại đảo đi trở về. Hiện tại bất quá là đặc biệt thời kỳ, chờ ổn định lại, lấy vật dịch vật hình thức liền sẽ kết thúc. Có lẽ sẽ đem mặt khác cái gì đồ vật cho rằng cố định tiền, nhưng Đào Bảo nếu nhận chuẩn RMB, cho nên Lâm Tô chỉ có cố gắng bảo trì nó công tính lực. Mỗi buổi chiều tam điểm là giao dịch khu mở ra thời gian, người sống sót nhóm sớm liền sắp xếp khởi hàng dài. Nói là giao dịch khu, bất quá mọi người càng thích xưng nó vi siêu thị, tuy rằng hiện tại đồ vật chủng loại tương đối chỉ một, nhưng chỉ cần có thể thỏa mãn cơ bản nhất nhu cầu, mọi người đã không dám hy vọng xa vời mặt khác. Lâm Tô cùng Triệu Miên Miên muốn minh tưởng, chế tạp bài, cho nên không có rất nhiều thời gian quản này đó tiêu thụ sự. Liền giao cho Triệu Miên Miên phụ mẫu. Triệu ba triệu mẹ không có thức tỉnh, mỗi ngày dựa vào Lâm Tô cùng nhà mình nữ nhi dưỡng, cũng ngại ngùng nhàn rỗi, mừng rỡ giúp bọn hắn làm chút sự. Bất quá bởi vì người rất nhiều, hai người bọn họ vội không lại đây, Lâm Tô lại kêu Hoàng Hạo lại đây giúp đỡ. Hoàng Hạo xem như sớm nhất đầu nhập vào Lâm Tô người, tuy rằng không có thức tỉnh chế tạp năng lực, nhưng vì người thông minh, lại có sự can đảm, làm việc lại kiên định, lúc trước chính là hắn cái thứ nhất đề xuất đi tra xét bên ngoài tình huống, cho nên Lâm Tô cũng tương đối xem trọng hắn. Đem bọn họ một chuyến bốn người, đều an bài tại bên người làm việc. Lâm Tiểu Thư, có cái khách hàng nói nàng không có tiền mặt, hỏi có thể hay không soát tạp. Hoàng hạo hỏi như vậy thời điểm, cảm thấy chính mình thật là khờ đến da, đều mặt thế, có thể tiêu tiền mua đồ cũng đã đủ thái quá, thế nhưng còn nghĩ soát tạp, đừng nói POS cơ, liên tín hiệu đều không có, soát cái gì soát. Đi a, à, không thành vấn đề, cho ngươi POS cơ. Ngày hôm qua còn nghĩ đến vấn đề này, sau đó liền chế tác một cái POS cơ tạp bài, còn đỉnh thần kỳ, không nét đều có thể dùng. Liên tạp bài như vậy bất khả tư nghị sự đều có thể phát sinh, so sánh với so dưới tạp bài biến ảo POS cơ không cần network căn bản chẳng có gì lạ. Hoàng hạo mở rộng tầm mắt, còn thật có thể soát. Lâm Tô cười cười không nói chuyện, nàng liền đã sớm nghĩ tới, hiện tại người xuất môn có thể mang nhiều ít tiền mặt A, à, di động chi trả phổ cập sau đó, rất nhiều người đều không mang theo tiền. Cho nên muốn nhiều kiếm tiền, không khai thông thẻ ngân hàng chi trả là không có khả năng. Nhưng, còn có người tiền mặt cũng không có, tạp thượng cũng không có tiền, khi liền không có biện pháp. Tiểu đội trong không thể giữ người rảnh rỗi, nàng hôm nay cứu tế vài cái, ngày mai cứu tế vài cái, như vậy nhiều người nàng như thế nào cứu lại đây? Huống hồ, cái gì đều không làm cũng sẽ không đói chết, chỉ biết cổ vũ sở hữu người lười biến bầu không khí, cho nên kiên quyết không thể khai cái này tiền lệ. Nhưng cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đói chết. Không có tiền người, bất luận kẻ nào đều không có nghĩa vụ nuôi không các ngươi. Cho nên các ngươi chỉ có thể dùng chính mình lao động đến đổi lấy thức ăn nước uống. Chúng ta nơi này cách tàu điện ngầm trạm không xa, tàu điện ngầm trạm khẳng định có mặt khác người sống sót, chúng ta không thể vẫn luôn vây ở chỗ này, cho nên muốn cùng địa phương khác người sống sót bắt được liên lạc, giao lưu tin tức. Mà các ngươi công tác, chính là từ nơi này hướng tàu điện ngầm trạm đào, làm một ngày công có thể lĩnh 50 đồng tiền, cũng có thể trực tiếp lĩnh vật tư. Những người khác cũng có thể bắt đầu làm việc nhưng kinh tế khó khăn giả ưu tiên. 50 đồng tiền có thể mua hai hộp áp suất bánh bít quy một bình thủy, có thể duy trì cơ bản sinh hoạt, cho nên cũng không tính thấp. Hơn nữa mặt thế tới nơi này tị nạn phần lớn là người thanh niên, lão niên người mặc dù nghe nói mặt thế, phần lớn cũng không nguyện ý trốn. Cho nên đều là người thanh niên, dựa vào lao động đổi lấy thực vật lại bình thường bất quá. Dù sao, Lâm Tô câu nói kia không có nói sai, không có ai có nghĩa vụ nuôi không người khác đại đa số người đối lâm tô vẫn là cảm kích dù sao nàng cho bọn họ sống sót con đường nếu không phải nàng còn nguyện ý bán thực vật rất nhiều người đã sớm chết đói nhưng tổng có chút không biết phân biệt người còn thấy không rõ tự thân tình cảnh chúng ta đây gia nhập tiểu đội là vì cái gì còn không phải là vì thời điểm khó khăn đại gia hổ giúp hỗ trợ ngươi đã có như vậy ăn nhiều cho chúng ta điểm lại làm sao vậy dựa vào cái gì còn muốn cầu chúng ta đi làm việc. Nói chuyện là một cái lại hắc lại gầy thanh niên nam tử, Lâm Tô đối hắn có chút ấn tượng. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, người nào là cái gì đức hạnh sớm đã bị bới cái sạch sẽ, vị này liền là cái loại này chơi bời lêu lỏng hết ăn lại nằm người. Lâm Tô nhìn hắn một cái, vẻ mặt lãnh đạm, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi không phải chúng ta tiểu đội thành viên. Không nhìn kia người tức đến khó thở thần sắc, lâm tô quay đầu đối những người khác nói còn có ai cùng hắn tưởng hiện tại có thể rời khỏi chúng ta cái này tiểu đội cũng không phải cái gì chính quy tổ chức cũng không cần các ngươi xuất đi đánh giặc vẫn là thế nào từ thành lập tới nay không để cho các ngươi vi nó làm quá bất luận cái gì cống hiến ngược lại là cho các ngươi hưởng thụ không thiếu tiện lợi nàng siêu thị những tiểu đội thành viên ưu tiên mua mặt khác khu người xếp hạng phía sau bọn họ bao quát công tác cũng là tiểu đội thành viên ưu tiên không phải như vậy nhiều người thường ai không tưởng chính mình công tác tránh điểm vật tư kết quả như vậy còn không tính còn nghĩ nhượng đội trong nuôi không bọn họ tưởng cũng thật mỹ ni không có lâm đội trưởng chúng ta cũng biết ngài một mảnh hảo tâm toàn là vì chúng ta suy nghĩ có thể dựa vào lao động kiếm tiền đã rất hảo này đến nhiều đại mặt nhượng người nuôi không ni chính là chính là lâm đội trưởng ngài không đáng vi như vậy nhân sinh khí đem hắn mới vừa xuất đi liền xong bị người như thế khuyên nhủ, lâm tô sắc mặt mới dịu đi chút. Nàng đương nhiên không đáng cùng như vậy nhân sinh khí, bất quá là giết gà dọa khỉ thôi. Nàng biểu hiện rất thánh mẫu, những người khác còn đương nàng không tính tình ni, giống như nàng trợ giúp là lý lẽ đương nhiên nhất dạng. Lâm tô không cần bọn họ hồi báo, nhưng ít ra phải hiểu được cảm ơn, nàng lại không nợ bọn họ cái gì. Hạ Thanh Trúc đã trải qua cùng Lâm Tô không sai biệt lắm sự, hệ thống nhượng nàng làm thánh mẫu, kết quả bị người đương thành thật thánh mẫu, đem nàng trợ giúp cho rằng lý lẽ đương nhiên sự. Không cần nàng bùng nổ, hệ thống trước nàng một bước tuyên bố nhiệm vụ. Giết gà dọa khỉ, thánh mẫu không là vô điều kiện bao dung, chúng ta chính là làm việc thiện, không là dung túng lười biếng, cổ vũ bất lương bầu không khí. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ chính Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hệ thống thế nhưng còn sẽ tuyên bố trừng phạt nhiệm vụ Đây là hạ thanh trúc trăm triệu không nghĩ tới Nàng vẫn luôn đều cho rằng hệ thống là muốn đem nàng bồi dưỡng thành không hề điểm mấu chốt cái loại này thánh mẫu Này hệ thống còn đỉnh có nguyên tắc Hạ thanh trúc khó được đối hệ thống vài phần kính trọng một hồi Chính là không chờ nàng cảm khái hoàng Hệ thống lại tiếp tuyên bố một điều nhiệm vụ, chủ tuyến nhiệm vụ. Ký chủ mau chóng đã thông cùng hầm trú ẩn chi gian thông đạo. Hoàn thành thưởng cho 2.000 thiện giá trị. Thất bại. Gạt bỏ. Này điều nhiệm vụ so với lúc trước nhượng nàng đào được tàu điện ngầm trạm đưa ấm áp đều nhượng nàng khó có thể tiếp thu, vô hắn, hầm trú ẩn trong có lâm tô. Hạ Thanh Trúc không hề nghĩ ngợi nói. Đổi cái địa phương, cái khác nào đều có thể, liền hầm trú ẩn không được hệ thống không là tại với ngươi thương lượng nga là cưỡng chế nhiệm vụ ni thân thân ngươi muội hạ thanh trúc nghiến răng nghiến lợi vì cái gì cố tình là lâm tô hệ thống không phải cố ý làm khó dễ ngươi nga một là bởi vì hầm trú ẩn cách đây trong gần nhất nhị là bởi vì nơi đó thương vong tối tiểu mặc thế đến nay nơi đó chỉ chết bốn người cho ngươi đi giao lưu học tập một chút học tập làm như thế nào một cái thật thánh mẫu hạ thanh trúc kinh ngạc chỉ chết bốn người. Làm sao có thể? Tàu điện ngầm trạm có hạ gia can dự còn chết hơn 10 cái ni, nàng không tin nơi đó thế nhưng chỉ chết tứ cái. Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Hạ Thanh Trúc biết rõ hệ thống cố ý cho nàng hạ bộ, có thể nàng còn buộc lòng phải trong chui. Hạ Thanh Trúc trong tay có đào móc cơ, có nàng can dự, này hai cái địa phương thông đạo rất nhanh liền mở ra. Thông đạo mở ra thời gian, vừa lúc là hầm trú ẩn siêu thị mở cửa thời gian sở hữu người đều tại xếp hàng mua đồ nếu thông đạo đã mở ra lại chạy không được nào có mua ăn uống trọng yếu cho nên hầm trú ẩn bên này tạm thời không có người đi qua nhưng tàu điện ngầm trạm người ngồi không yên đây là mặt thế tới nay lần đầu tiên cùng mặt khác người sống sót có cùng xuất hiện cho nên không ít người tổ đội lại đây ý đồ tìm kiếm có hay không chính mình thân bằng bạn tốt ở trong này sau đó tàu điện ngầm trạm người sống sót liền thấy được như vậy một màn. Thành trăm hơn một ngàn người ngay ngắn có tự sắp xếp đội, không chút nào hiển hỗn độn. Mà bọn họ phía trước nhất là một cái siêu cấp lớn lều trại, bên trong mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến có rất nhiều thương phẩm, lều trại tiền trạm ba người, phân biệt tiếp đón xếp hàng người, hai hộp áp súc bánh bích quy hai bình nước khoáng, tổng cộng 30 khối, xoát tạp vẫn là tiền mặt. Dì khăn thập khối một bao, ngươi muốn nhật dụng vẫn là đêm dùng. Cảm mạo dược có cảm mạo linh cùng cảm mạo thông hai loại, ngươi muốn cái gì? Tàu điện ngầm trạm người trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm phiến tràng. Cũng hoặc là bọn họ đào thông đạo không cẩn thận đào được song song thế giới. Này không khoa học hảo sao? Hoài nghi nhân sinh tàu điện ngầm trạm mọi người, thật cẩn thận hỏi ý kiến xếp hàng người, các ngươi mua đồ dùng chính là tiền. RMB không là rmb còn có thể là đô la a tàu điện ngầm trạm mọi người cái gì biết tôn tử nói mặt thế tiền đều vô dụng làm cho bọn họ đốt sưởi ấm tới a à, ngươi đứng ra cam đoan đánh không chết ngươi triệt để hối hận tàu điện ngầm trạm người sống sót nhóm nhìn đằng trước mua được đồ vật hỉ doanh doanh hầm trú ẩn người sống sót sôi nổi thể nghiệm một fan hâm mộ ghen tị tư vị có đầu óc chuyển khoái lại hỏi ta mới vừa mới nghe được xoát tạp là ta biết đến cái kia ý tứ sao? Xoát tạp còn có thể vài cái ý tứ. Tàu điện ngầm trạm mọi người càng thêm chấn kinh rồi, thẻ ngân hàng còn có thể dùng. Tiền đều có thể dùng, ngân. Đi tạp vì cái gì không thể dùng. Người nói chuyện cũng nhìn ra bọn họ không là người địa phương, hẳn là từ tàu điện ngầm trạm lại đây, nhất thời cộng đồng quan vinh đạo. Không quản là tiền vẫn là ngân. Đi tạp, kỳ thật đều vô dụng, là chúng ta lâm đội trưởng vì trợ giúp đại gia mới làm như vậy. Nói trắng ra là tiền không liền là một cái tiền vật dẫn sao. Cùng lấy vật dịch vật một cái đạo lý, chỉ cần chúng ta đại gia chi gian giao dịch còn tán thành RMB, khi nó có thể tiếp tục lưu thông. Lúc trước những cái đó tạp sư còn không nguyện ý dùng tiền giao dịch, hiện tại cũng không đều dùng tiền. Bởi vì có thể ở lâm đội trưởng trong siêu thị mua đồ A, lâm đội trưởng nói, chỉ cần nàng siêu thị tồn tại một ngày liền tán thành rmb sức mua hơn nữa giá cả cũng không nhiều muốn trước là đồ vật thiếu mới không thể không đề cao điểm giá cả nhưng từ hôm nay trở đi sở hữu thương phẩm toàn bộ xuống giá tiện nghi một nửa ni ai ai ta còn chưa nói xong ni các ngươi như thế nào đều chạy không chạy còn chờ cái gì trở về lấy thẻ ngân hàng a tàu điện ngầm trạm tìm hiểu tin tức mọi người đi không bao lâu lại chạy như điên trở lại hỏi bọn hắn bên kia tình huống nào nhưng mỗi cái buồn đầu không nói lời nào lục tung lay đồ vật mặt khác người sống sót hai mặt nhìn nhau không biết bọn họ bị cái gì kích thích nên không phải là bên kia người quá rất thảm kích thích đến bọn họ trở về lấy đồ vật đi cứu trợ bọn họ đi người này tiếng nói vừa dứt mọi người lập tức não bổ một bộ gầy trơ cả xương thay ngã khắp nơi cảnh tượng trở về người mặc cho bọn hắn tưởng tượng phong phú chính là không giải thích không nghe nhân gia nói đồ vật đều là hạn lượng nhiều một cái người liền nhiều một cái cạnh tranh lực a có thể giấu trong chốc lát là trong chốc lát đi hạ thanh trúc đệ nhất thời gian sẽ biết bên kia tình huống tâm tình có chút phức tạp nàng ở trong này không ràng buộc trợ giúp mọi người kết quả còn so ra kém lâm tô công bằng mua bán nàng không phải không thừa nhận so với nàng phương thức lâm tô hành động càng dễ dàng nhượng người sống sót an ổn xuống dưới có thể công tác kiếm tiền kiếm tiền có thể mua được vật tư cái này cấp người sống sót nhóm đánh một châm yên ổn tề bất luận cái gì thời điểm chỉ cần có hy vọng mọi người tài năng tiếp tục cố gắng mà nàng ni mỗi ngày cấp mọi người miễn phí phát phóng thức ăn nước uống đây là một cái thi ân giả tư thái người sống sót yêu cầu dựa vào nàng thi ân tài năng sống sót đem sở hữu sinh hy vọng ký thác tại người khác trên người như vậy sống tạm lại có cái gì ý nghĩa? Nàng cam đoan tàu điện ngầm trạm người sống sót không có đông chết đói chết, lại không có thể bảo chứng bọn họ tâm tử, tâm linh chết lặng, cho nên mới sẽ như vậy nhiều bạo lực sự kiện. Tàu điện ngầm trạm nhân viên thương vong cũng phần lớn bởi vậy mà đến. Hạ Thanh Trúc lần đầu tiên nghĩ lại, đến tục cùng nên như thế nào trợ giúp đại gia hảo hảo sống sót. Suy nghĩ nửa ngày mới bỗng nhiên kịp phản ứng, nàng đã từ kháng cự cứu người, Đến cứu bọn họ còn muốn tự hỏi như thế nào làm cho bọn họ sống càng hảo, này thật là một cái hoảng sợ phát hiện. Tối hoảng sợ chính là, nàng phát hiện nàng hiện tại cũng không thế nào bài xích loại hành vi này. Hệ thống tẩy não thật sự thật là đáng sợ. Tàu điện ngầm trạm những người khác cũng rất nhanh phát hiện hầm trú ẩn bên kia có thể mua được đồ vật, nhất thời sở hữu người đều sôi trào. Tiền mặt tuy rằng bị bọn họ đốt sưởi ấm, nhưng bọn hắn còn có tạp, còn có đồ trang sức A này đó cũng có thể dùng, cho nên tàu điện ngầm trạm liền xuất hiện như vậy một loại tình huống, mỗi ngày buổi sáng sở hữu người đều dốc toàn bộ lực lượng, đi hầm trú ẩn bên kia xếp hàng mua đồ, buổi chiều tái trở về, còn có rõ ràng tưởng dọn đến hầm trú ẩn trụ đi, nhưng là hầm trú ẩn bên kia sớm đã bị người chiếm, tự nhiên không chấp nhận được ngoại nhân xâm chiếm. Hảo tại Lâm Tô hứa hẹn, sẽ mau chóng đem siêu thị chạy đến tàu điện ngầm trạm đi, lúc này mới tránh cho một hồi xung đột nhưng hầm trú ẩn ngày sau kinh tế trung tâm địa vị, cũng bởi vậy thành lập xuống dưới. Đối với tàu điện ngầm trạm người ăn hạ gia uống hạ gia, quay đầu đi phủng lâm tô hành vi, hạ thanh trúc là bất mãn hết sức, nàng chỉ biết này đó bạch nhãn lan dưỡng không quen, chính mình ăn uống không cung bọn họ, kết quả còn không bằng thu bọn họ tiền người. Ngươi mỗi ngày cho bọn hắn một bữa cơm, thời gian lâu bọn họ liền ngầm thừa nhận đây là hẳn là, ngươi ngày nào đó không cấp, bọn họ thậm chí sẽ bởi vậy hận ngươi cùng lý ngươi trước kia không thu tiền về sau tưởng tượng lâm tô nhất dạng bán đồ vật như vậy chúc mừng ngươi ngươi nhất định sẽ bị người mắng tử hạ thanh trúc nghiến răng nghiến lợi ngươi sớm chỉ biết nhưng là lại không nhắc nhở ta ngươi cố ý cũng không có ni hết thảy đều là ký chủ chính mình làm quyết định bất quá không ăn một hố như thế nào trường một trí ký chủ hiện tại đối mặt bất quá một ngàn người phạm như vậy sai lầm còn chưa tính về sau ngươi có lẽ muốn đối mặt càng nhiều như vậy lựa chọn, hệ thống hy vọng ngươi có thể chính mình thận trọng lựa chọn, làm đồng nhất kiện việc thiện cũng có rất nhiều loại phương thức. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 10 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bị hệ thống quán một ấm canh gà, Hạ Thanh Trúc vững vững chăng chăng bị lừa dối mua một cái sinh mệnh dò xét nghi, tiêu phí nàng toàn bộ thiện giá trị. Tuy rằng tiêu phí cự đại, nhưng tác dụng không dung kinh thường, nó có thể phát hiện toàn quốc các nơi sở hữu người sống sót. Có nó, có thể trực quan phương tiện nhìn tới chỗ nào có người sống sót, trực tiếp đào thông tới đó thông đạo có thể, mà không cần mạng vô mục đích loạn đào. Nhưng Hạ Thanh Trúc mua hoàng sau đó liền hối hận, tiêu phí sở hữu thiện giá trị liền vì càng hảo đi cứu mặt khác người sống sót nàng đây là đầu óc nước vào đi cứu những người đó đối nàng có chỗ tốt gì bằng gì muốn tiêu phí nàng sở hữu thiện giá trị nàng có thể ở hệ thống khu khu ba ba thuộc tính hạ toàn đến nhiều như vậy thiện giá trị dễ dàng sao hệ thống là vì nhượng ngươi càng hảo kiếm thiện giá trị mà bởi vì ngươi duyên cớ mỗi tìm kiếm đến một cái người sống sót liền thưởng cho ngươi một chút thiện giá trị này nhiều có lời a à, toàn quốc như vậy nhiều người sống sót ni hạ thanh trúc cười lạnh lại tính người ta chính là heo trước còn nói ta mỗi cứu một người liền thưởng cho ta một chút thiện giá trị có thể sau lại ni tăng thêm ngươi đưa tặng một chút mới tính toán đâu ra đấy đến 2 ngàn ngươi đương ta ngốc sao đồng dạng bộ lộ còn sẽ thượng đương lần thứ hai lần này thật sự không giống nga ngươi không tin cũng không có biện pháp hàng bán xuất khái không lùi đổi ni thân hạ thanh trúc hảo tưởng đánh chết hệ thống làm như thế nào mua đều mua lại không thể đổi không có biện pháp hạ thanh trúc đành phải ấn hệ thống nói đi đào động cứu người nàng chân trước mới vừa đi lâm tô siêu thị liền chạy đến tàu điện ngầm trạm lâm tô cùng rất nhiều tạp sư ký kết hợp đồng ưu tiên đổi mua sắm bọn họ thương phẩm nhiều mặt khác tạp sư cung ứng lâm tô thương phẩm càng thêm phong phú đứng lên mà có cái này đương che giấu nàng cũng rốt cục có thể không kiên nể gì từ đào bảo trong mua 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 lệ thanh phong tại đi thông hầm trú ẩn thông đạo khai thông sau đó liền đi tìm lâm tô lâm tô tại hầm trú ẩn trong đại danh đỉnh đỉnh tùy tiện tìm cá nhân hỏi thăm liền có thể tìm tới nàng mà lâm tô nhận ra cái này là nàng trung học đồng học nguyên chủ ái mộ giả chi nhất sau không chút do dự đuổi hắn đi tham gia địa hạ kiến thiết lệ thanh phong vốn là tưởng bồi tại lâm tô bên người có thể ở mặt thế sau đó gặp lại thấy thích người đây là nhiều không chuyện dễ dàng hắn không nghĩ tách ra liền tính lâm tô không đáp lại hắn cũng thế hắn chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng liền cảm thấy mỹ mãn nhưng nhìn đến lâm tô mỗi ngày vội trong vội ngoài trợ giúp người khác hắn lại vô công rồi nghề chờ người khác cứu tế điều này làm cho hắn thập phần xấu hổ hình thẹn cho nên cuối cùng vẫn là phát huy sở trường cống hiến chính mình một phần lực lượng một bắt đầu lệ thanh phong vẫn là đi theo hạ thanh trúc môn phía sau giúp nàng gia cố địa hạ thông đạo nàng đào được nào hắn liền gia cố đến nào sau lại ngại phiền toái đơn giản trực tiếp tại hạ thanh trúc khởi công trước liền cùng nàng thương lượng hảo nên làm như thế nào hạ thanh trúc nhìn thấy hắn liền đến khí hắn còn tổng là khoa tay múa chân chính là nghĩ đến hắn tác dụng lại đành phải nhẫn nại xuống dưới tính tính nàng đây đều là vì cứu người làm bậy a à, nàng rõ ràng phải làm một cái hắc tâm hắc phế người xấu hiện tại lại vì cứu người thụ lão đại ủy khuất nàng khả năng thật sự đầu óc nước vào lâm tô theo sát hạ thanh trúc nện bước hạ thanh trúc đào được nào nàng liền đem siêu thị chạy đến nào tây bắc siêu thị tại toàn bộ địa hạ thế giới mọc lên như nấm mạt thế năm thứ nhất ngay tại hai người bọn họ một cái đào động một cái khai siêu khu phố đi qua bởi vì hạ thanh trúc vô tư kính dân các vàng thành so đời trước sớm hơn hình thành quy mô, nàng đem các vàng thành quanh thân đều đào thông, lại có lâm tô ở phía sau biên thiện hậu, rất nhanh đem người sống sót nhóm ổn định lại. Bởi vì có lâm tô siêu thị tại, mọi người không cần lo lắng vật tư vấn đề, duy nhất yêu cầu suy xét chính là như thế nào tiếp tục sinh hoạt. Thời gian này liền yêu cầu một cái có uy vọng quan phương tổ chức, đến mang lĩnh sống sót sau tai nạn mọi người trùng kiến gia viên. Các bàn thành kiến thiết mặc dù là Hạ Thanh Trúc cùng Lâm Tô làm ra lớn nhất cống hiến, nhưng đồng dạng không thể thiếu khắp nơi thế lực chiếm cứ. Trong đó thế lực lớn nhất liền là Tạp Sư Liên Minh. Danh như ý nghĩa, đây là một toàn bộ từ Tạp Sư tạo thành tổ chức, theo thời gian phát triển, mọi người càng ngày càng nhận thức đến người thường cùng Tạp Sư Chi gian cự đại trên lệch, Tạp Sư làm sáng tạo giả, cứ việc bọn họ tác dụng bị Lâm Tô suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn như cũ so với người bình thường nhiều một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Loại này cấp bậc thượng trên lệch là nhất thời hồi lâu tiêu diệt không được. Ai đương cái này thành chủ lâm tô đều không thèm để ý, nhưng vấn đề là, tạp sư nhóm tưởng hủy bỏ người thường quyền bầu cử, tận nhượng tạp sư đầu phiếu tuyển cử các vàng thành thành chủ. Lâm tô tại người thường trong lòng uy vọng rất cao, mà người thường chiếm toàn bộ người sống sót 2 phần 3 còn nhiều, cho nên những người thường tham tuyển kết quả là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tức là Lâm Tô không thể nghi ngờ. Mà Lâm Tô trước quảng khai siêu thị hành vi, cũng đã xúc phạm đến tạp sư cái này quần thể chỉnh thể ít lợi. Bởi vì sự tồn tại của nàng, tạp sư nhóm sáng tạo giả ưu thế toàn không có. Cho nên không thiếu tạp sư Kỳ Thật hận chết Lâm Tô, nhưng nàng được tuyển. Làm sao có thể? Kỳ Thật Lâm Tô không lý giải này đó lòng người đều là nhân loại thì tại sao cần phải phân cái ba bảy loại nếu nói là sáng tạo xuất vật tư nuôi sống sở hữu người kia đã từng nông dân bá bá có chuyện nói nuôi sống toàn quốc mười trăm triệu nhân khẩu chúng ta kiêu ngạo sao đã từng công nhân cũng có nói sinh sản xuất bán chạy trong ngoài nước sản phẩm chúng ta ưu việt sao mặc thế đã đến những hoàn cảnh phát sinh biến hóa đã từng sinh sản trật tự cũng tùy theo thay đổi có lẽ tạp sư nhóm thế thân nông dân cùng công nhân vị trí, đến trả giá vất vả nuôi sống sở hữu người, nhưng những người khác cũng không có nhàn rỗi. Địa hạ thành kiến thiết tất cả đều là này đó người thường tại cố gắng, mỗi người đều cắt ti này chức, làm trọng kiến gia viên cống hiến chính mình một phần lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, toàn bộ thành thị kiến thiết đều là lâm tô xuất tiền. Nàng xuất. Nàng chiêu người thường công tác, cho bọn hắn phát phóng tiền lương, xong rồi lại làm cho bọn họ kiếm được tiền đến siêu thị mua vật tư, dùng phương thức như thế cứu trợ sở hữu người. Cho nên nàng xuất tiền xuất vật tư, người thường trả giá mồ hôi vất vả kiến tạo thành thị, bằng gì không có bọn họ phần. Ngược lại nhượng cái gì đều không có làm tạp sư nhóm ngồi mát ăn bát vàng. Cho nên bọn họ đề nghị hủy bỏ người thường tham tuyển tư cách, Lâm Tô cái thứ nhất không đáp ứng. Không đáp ứng hậu quả chính là tạp sư liên minh tập thể bội ước không cùng lâm tô ký hợp đồng bọn họ cho rằng không có bọn họ cung ứng lâm tô siêu thị xác định vững chắc khai không đi xuống sớm hay muộn sẽ đến cầu bọn họ đến lúc đó điều kiện gì đều đến đáp ứng bội ước đi a à, lâm tô sản khoái đáp ứng chính là sở hữu giao thông thông đạo công cộng phương tiện đều đối bọn họ thu phí lý do a à, đây là nàng xuất tiền kiến nàng nói gì chính là gì không đồng ý có bản lĩnh biệt từ cấp trên đi a à nàng nói chính là sự thật cho nên tạp sư liên minh chỉ có thể nhẫn nhẫn nại chính là tạm thời bởi vì bọn họ cảm thấy nhẫn quá này nhất thời chờ đến lâm tô chống đỡ không nổi đến cầu bọn họ thời điểm chính là bọn họ phiên bàn thời điểm nhưng mà một ngày trôi qua hai ngày trôi qua một tháng đều đi qua lâm tô siêu thị vẫn là khai náo nhiệt không chút nào có nguồn cung cấp thiếu tình huống ngược lại là bọn họ bị siêu thị liệt vào cự tuyệt lui tới hộ không thể lại từ trong siêu thị mua sắm mua đồ, lập tức trứng chọi đá đứng lên. Vốn là bọn họ đều là tạp sư, chính mình có thể sinh sản, theo lý thuyết không sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ sở sản xuất đồ vật căn bản dưỡng sống bọn họ không được này đó người. Lúc trước siêu thị vô hạn cung ứng, làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy tạp sư nhóm sản xuất nuôi sống toàn bộ người sống sót nhưng mà bọn họ lúc này phát hiện đều không phải là như thế bọn họ về điểm này vật tư đối với siêu thị đến nói chính là chính trâu mất sợi lông phát hiện này làm cho bọn họ có chút hoảng sợ nếu là bọn họ sản xuất không đủ để nuôi sống chính mình kia lâm tô trong siêu thị vài thứ kia chẳng lẽ đều là nàng một người sinh sản không thành trên thực tế vấn đề này hạ thanh trúc cũng tự hỏi quá mặc thế đệ thập năm thời điểm tạp sư nhóm năng lực cũng thập phần hữu hạn chẳng có thể thỏa mãn với chính bọn hắn sinh hoạt không lo, mà người thường sinh hoạt liền thập phần khó khăn, không phải nàng cũng sẽ không bởi vì một ổ bánh bao liền. Nghĩ đến những cái đó bất kham trải qua, Hạ Thanh Trúc trong mắt hiện lên một mặt lệ sắc, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Khi đó cũng có người nói, là tạp sư vì bảo trì chính mình cảm giác về sự ưu việt, cố ý hạn lượng cung ứng, đến nhượng người thường tôn sùng bọn họ. Nhưng Hạ Thanh Trúc biết, mặc dù dấu dốt kia cũng thập phần hữu hạn, tuyệt đối không có khả năng sẽ giống hiện tại như vậy, có thể nuôi sống toàn bộ người sống sót. Mặt thế đệ thập năm, người sống sót so hiện tại thiếu một nửa, hơn nửa thiếu này một nửa phần lớn là người thường, khi đó tạp sư năng lực cũng đại đại tăng lên, còn không thể nuôi sống bọn họ sở hữu người, hiện tại bất quá là năm thứ nhất, làm sao có thể sẽ có năng lực bận tâm người thường. Cho nên Hạ Thanh Trúc thập phần tò mò lâm tô là làm như thế nào đến, Cận dựa vào chính nàng có thể nuôi sống nhiều người như vậy, khi năng lực của nàng cũng thật là đáng sợ. Nếu là mới vừa trọng sinh lúc ấy, Hạ Thanh Trúc biết chuyện này, khả năng còn sẽ oán hận ông trời bất công, nàng đoạt đi đối phương hệ thống, kết quả lão thiên lại cho nàng càng đại ngoại quải làm bồi thường, quả thực là thiên đạo sủng nhi. Có thể nàng bây giờ lại thăng không nổi oán hận chi tâm, lâm tô người này đều có lớn như vậy ngoại quải, không nghĩ chỉ lo thân mình thế nhưng còn ngây ngốc đi trợ giúp người khác, nguyên lai hệ thống nói Lâm Tô là thật thánh mẫu không phải gạt nàng. Nàng trước kia còn cảm thấy Lâm Tô giả nhân giả nghĩa, mua danh chuột tiếng, nào có người sẽ không hề mục đích đi trợ giúp người khác. Có thể hiện tại, nàng đã có điểm lý giải, đương nàng cứu ra ẩn thân tầng hầm ngầm một nhà ba người bọn họ cảm kích hướng nàng nói lời cảm tạ khi, đương nàng đào khai thông đạo nhượng ngăn cách hai mà thân nhân đoàn tụ, nhìn đến bọn họ vui sướng nước mắt khi, nàng thu hoạch người khác một lần lại một lần tán dương khi trong lòng cái loại này thỏa mãn cảm là vô pháp ngôn thuyết cái loại cảm giác này giống như là hệ thống nói tâm linh thăng hoa một loại tâm hồn cảm giác thành tựu giúp người làm niềm vui nguyên lai like trợ giúp người khác thật sự sẽ làm cho mình cảm thấy khoái nhạc chính là ta còn là không thích lâm tô ngươi nói nàng vì cái gì đến bây giờ đều không tới tìm ta ta chân trước đào động nàng sau lưng liền theo tới khai siêu thị này đều một năm tổng sẽ không còn không biết là ta tại đào động đi. Không chính là cãi nhau một trận sau nàng sẽ không đến bây giờ còn mang thù đi. Ta đã trải qua mặt thế 10 năm, cho nên đối với nàng lòng mang oán hận, nàng lại không trải qua kia 10 năm, liền vì cãi nhau về điểm này việc nhỏ liền sinh khí lâu như vậy. Nàng đối người khác ngược lại là rất tốt, đối ta một cái ở chung 3 năm bằng hữu nói không để ý tới liền không để ý tới, người nói nàng không là giả nhân giả nghĩa là cái gì. Sơn không liền ta, ta liền đi tới Sơn mà, nàng không tới tìm ngươi, ngươi liền sẽ không đi tìm nàng sao? Ta mới không đi, trước cuối đầu nhiều dọa người, trước kia đều là nàng hống ta, cho nên hiện tại không nghĩ hống, chủ động lâu đều sẽ mệt, ngươi liền không thể chủ động một lần, chủ động cầu hòa, không có khả năng, đời này đều không có khả năng cầu hòa. Hệ thống, a à, nữ nhân, bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88. Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 11. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ta cùng với ngươi nói, ta đây không phải là đi tìm nàng, là đi siêu thị mua đồ. Hạ gia vật tư cũng có hạn, hệ thống ngươi lại khu ba ba, thay đổi tạp bài lại quý muốn chết, đi siêu thị mua càng có lời, có loại này tiện nghi ta vì cái gì không chiếm? Ân ân ký chủ ngươi vui vẻ liền hảo. A, à, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Hạ Thanh Trúc liên ba ngày đều đi siêu thị mua đồ, kết quả liền khéo như vậy vô tình gặp được tiến đến siêu thị tuần tra lâm tô, Hạ Thanh Trúc mặt không đổi sắc, nhìn không chớp mắt từ lâm tô trước mặt đi qua đi, phản phất không thấy được nàng giống nhau. Nhà. Hạ Thanh Trúc. Thật là ngươi. Lâm Tô vẻ mặt kinh hỉ gọi lại nàng. Tuy rằng, nàng cũng không có ở mặt ngoài thoạt nhìn như vậy kinh hỉ. Đối với Hạ Thanh Trúc hành tung, Lâm Tô là lại rõ ràng bất quá. Này một năm đến, đối phương cũng luôn luôn tại làm việc thiện, tuy rằng nhìn như lạnh lùng, nhưng sở tác sở vi đúng là tại trợ giúp người khác. Có lẽ là hệ thống cải tạo kết quả, đối với nàng thay đổi, Lâm Tô là vui như mở cờ. Mặc thế trước Hạ Thanh Trúc, mặc dù là cái bốc đồng đại tiểu thư, nhưng không hề tâm cơ lòng dạ, trên bản chất cũng không xấu. Chẳng qua trọng sinh trước kia 10 năm đã trải qua rất nhiều, mới muốn dùng ác độc đến làm chính mình màu sắc tự vệ. Có hệ thống sau đó, lại bị thúc giục làm người tốt. Tuy rằng nhìn như không tình nguyện, nhưng thời gian lâu, nàng trọng sinh khi lệ khí cùng oán hận, cũng dần dần bị phai mờ. Chẳng qua, Hạ Thanh Trúc từ trước luôn luôn tại tránh cho cùng nàng có cái gì cùng xuất hiện, mấy ngày nay lại khác thường đến nàng siêu thị mua đồ tuy rằng không biết nàng đánh cái gì chủ ý nhưng nếu đối phương phóng xuất ra giải hòa tín hiệu lâm tô liền thuận dai xuống hai người bọn họ mục tiêu nhất trí có cơ hội có lẽ có thể hợp tác một phen tổng không hảo cả đời tựa như người lạ hơn nữa nói cho cùng hai người bọn họ cũng không có cái gì đại mâu thuẫn hạ thanh trúc hơi hơi thở vào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng đối hệ thống nói đây chính là nàng trước tìm ta nói chuyện hệ thống ha hả Quay đầu Hạ Thanh Trúc vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, Nga, là ngươi A, đã lâu không gặp. Lâm Tô cũng không thèm để ý, là rất dài thời gian không gặp, không nghĩ tới lúc trước từ biệt, lại gặp lại đã là cảnh còn người mất. Cãi nhau thời điểm vẫn là vô ưu vô lự sinh viên, chỉ chớp mắt đã là mặt thế một năm sau, này trong lúc đã trải qua rất nhiều sự, những sở hữu người đều nhanh chóng trưởng thành. Hai người tự một lát cũ, liền rất nhanh phân ra, Hạ Thanh Trúc tưởng cùng Lâm Tô giải hòa, cũng không có mặt khác mục đích, chẳng qua là bởi vì này một năm đến đã trải qua rất nhiều, tuy rằng làm chuyện tốt là bị hệ thống bức, nhưng thời gian lâu, chính nàng tâm tình cũng đã xảy ra biến hóa. Đã từng tràn ngập oán hận nội tâm, đã dần dần tiêu tan, lại suy nghĩ chính mình đã từng oán hận Lâm Tô lý do, đã cảm thấy thập phần buồn cười. Cũng bởi vì trước kia không bằng nàng Lâm Tô, biến so nàng lợi hại so nàng phong cảnh, cho nên nàng liền hâm mộ ghen tị, cảm thấy nàng kham liền trốn đi, xong rồi còn oán hận Lâm Tô không đi tìm nàng. Còn có, vốn tưởng rằng là Lâm Tô đoạt chính mình cơ duyên, kết quả đều không phải là như thế, hệ thống vốn là nhận định chính là Lâm Tô mới lựa chọn nàng vật phẩm bám vào người, tiện tay liên không quan hệ, ngược lại là sau trọng sinh chính mình, đoạt đi thuộc loại Lâm Tô cơ duyên. Bỏ xuống oán hận, tâm tình thoải mái sau đó hạ thanh trúc, dần dần minh bạch việc này, cho nên đối với Lâm Tô liền có một ít xin lỗi, nhưng lại mạt không khai mặt mũi chủ động đi tìm nàng, cho nên ngay tại Lâm Tô siêu thị lắc lư, ý đồ khiến cho Lâm Tô chú ý. Tại Lâm Tô hô nàng một khắc kia, nàng thật là thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tạp sư Liên Minh người tại kiên trì 3 tháng sau, rốt cục hướng Lâm Tô thỏa hiệp, bởi vì không thỏa hiệp không có biện pháp, Lâm Tô đã từ người thường đề cử tuyển cử trở thành người thường người lãnh đạo dẫn dắt chiếm cứ toàn bộ người sống sót 3 phần tư còn nhiều người thường, bắt đầu địa hạ thành kiến thiết. Bọn họ không phải không thỏa hiệp sao? Hảo A, kia liền trực tiếp không dẫn bọn hắn chơi. Nếu là tạp sư liên minh này đó người kiên cường một chút, liền cùng người thường quyết liệt, phân chia thành hai phái, nhưng kiên cường tiền đề là muốn trước giải quyết sinh tồn nhu cầu. Không có siêu thị vô hạn lượng cung ứng, tạp sư liên minh này đó người liên một ngày tam cơm đều cam đoan không, lại như thế nào dám cùng Lâm Tô gọi nhịp. Cho nên cuối cùng kết quả chính là bọn họ thỏa hiệp, đáp ứng người thường tham dự tuyển cử. Lâm Tô thấy tốt liền thu, không cùng bọn họ tử khái rốt cuộc, rốt cuộc đều là người sống sót, đoàn kết nhất trí mới có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn, không giải quyết nguy cơ, chính mình người ngược lại là trước tự giết lẫn nhau cũng không thể nào nói nổi. Lúc trước tuyển cử Lâm Tô thời điểm, không có chính thức tổ chức quần chúng đầu phiếu bởi vì đại gia đều nhất trí nhận cùng lâm tô nhưng bỏ thêm tạp sư liên minh này đó người lại không được không đến cuối cùng một khắc bọn họ sẽ không chết tâm cho nên nhất định muốn chính thức tổ chức quần chúng đầu phiếu hậu tuyển giả cũng là đại gia trước chọn tốt mấy cái kia đều là trước có chút danh vọng người lâm tô ở trong đó tự nhiên không cho người bất ngờ hạ thanh trúc cũng xác xác thật thật cứu rất nhiều người tự nhiên cũng không ngoài ý muốn chẳng qua lâm tô nhìn đến hạ gia đề cử đi ra hậu tuyển giả là hạ thanh trúc khi đột nhiên liền có chủ ý trên thực tế lâm tô đối với đương cái này thành chủ cũng không dám hứng thú chỉ là siêu thị sự liền đủ nàng bận việc lại cho chính mình lãm kế tiếp thành chủ công tác tuyệt đối có thể đem người vội điên tạm nhậm một tháng này nàng đã thể nghiệm đến kiến thiết lúc đầu địa hạ thành thể chế còn không kiện toàn phân công cũng không minh xác Đại đại tiểu tiểu sự vụ đều phải xin chỉ thị nàng, nàng vội đã không rảnh bận tâm siêu thị bổ hàng sự, mà còn đã liên tục hảo vài ngày không tìm được cơ hội từ Đào Bảo mua hàng. Này còn chính là tạm nhậm, chờ về sau thật sự chính thức đảm nhiệm thành chủ chức, nàng người bên cạnh chỉ biết càng nhiều, cũng liền càng thêm tìm không thấy cơ hội tại Đào Bảo thượng mua đồ bổ hàng. Mà mặc thế sở dĩ có thể nhanh như vậy ổn định, toàn dựa vào nàng siêu thị có thể bình thường đưa vào hoạt động. Nàng như là vì nhậm chức vị này buông tha siêu thị, thì phải là lẫn lộn đầu đuôi. Chẳng qua là lo lắng cho mình rời khỏi, tuyển ra mặt khác thành chủ không thể đối xử bình đẳng đối đãi người thường, cho nên mới kiên trì tiếp cái này trọng trách. Nhưng Hạ Thanh Trúc không giống, Lâm Tô tin tưởng nàng tại hệ thống thúc dục hạ, nhất định sẽ là một cái đủ tư cách thành chủ, sẽ đối xử bình đẳng đối đãi sở hữu người. Cho nên nếu được tuyển chính là Hạ Thanh Trúc, Lâm Tô liền không cần lo lắng nàng cũng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào siêu thị công tác thượng mà hạ thanh trúc cùng lâm tô ý tưởng nhất trí nàng bị hạ gia đẩy ra hoàn toàn là bất đắc dĩ nàng trước kia còn có chấp niệm nhất định muốn trở thành người bề trên nhưng đã trải qua nhiều như vậy sau nàng cũng nhìn minh bạch đối với được tuyển không đương tuyển hoàn toàn không có gì ý tưởng nếu để cho những người khác được tuyển nàng khẳng định lo lắng nhưng người kia là lâm tô nói nàng liền hoàn toàn không lo lắng đời trước Lâm Tô cuối cùng cũng là được tuyển các vàng địa hạ thành thành chủ, thuyết minh nàng có năng lực như thế, hơn nữa nàng trời sinh thánh mẫu, tổng so với kia chút hắc tâm hắc phế tự tư tự lợi gia hỏa được tuyển muốn tốt hơn nhiều. Hai người này đều hy vọng đối phương có thể được tuyển, cho nên tại mặt khắc hậu tuyển giả ai cũng thần thông kéo phiếu bầu thời điểm, hai người bọn họ bình tĩnh phản phất một cổ thanh lưu. Rốt cuộc đến chính thức tuyển cử hôm nay, Lâm Tô tại phát biểu tuyên ngôn thời điểm, trực tiếp tuyên bố rời khỏi, cũng hô hào quảng đại duy trì bằng hữu của nàng, đầu phiếu cấp hạ thanh trúc. Lâm Tô chiêu thức ấy đánh sở hữu người một trở tay không kịp. Không nói những cái đó đối thủ nhóm như thế nào khiếp sợ, chính là hạ thanh trúc chính mình, đều kinh ngạc không thôi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tô thế nhưng sẽ buông tha tuyển cử, còn cấp nàng kéo phiếu. Vì cái gì ni? Trước không có một chút dự triệu, cũng không có thông báo quá nàng một tiếng, lại đột nhiên duy trì nàng. Nàng tính nhiệm ngươi a, à, Lâm Tô rất có trách nhiệm tâm, nếu là giao cho người khác nàng khẳng định lo lắng, nhưng người kia là ngươi, cho nên nàng cứ yên tâm buông tay không quản. Hạ Thanh Trúc thì thào tự nói, nói còn quá nhượng người uất ức. Chờ nghe thấy hệ thống tiếng cười, nàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng chính mình nói gì đó, a à phi phi phi, ta mới không cảm động ni nàng nhất định là ngại phiền toái mới đem này đôi cục diện rối rắm ném cho ta đương thành chủ là cái gì hảo kém sự sao như vậy nhiều sự tình muốn đem người mệt chết đi được ân ân ngươi vui vẻ liền hảo cải sống cải chết kết quả không hề ngoài ý muốn hạ thanh trúc được tuyển các vàng thành thành chủ hạ thanh trúc trọng sinh cũng không trường chỉ số thông minh chơi không chuyển những cái đó quyền mưu bộ lộ nhưng nàng sau lưng có toàn bộ hạ gia làm hậu thuẫn, hạ gia nhân tại chính thương giới sờ đi lăng đánh nhiều năm, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Cho nên có bọn họ trợ giúp, hạ thanh trúc tiến bộ nhanh chóng. Lại không tốt, còn có hệ thống làm chỉ đạo, hạ thanh trúc liền tính không có tâm cơ lòng dạ, cũng có thể tựa như khuôn tựa như dạng lừa gạt những người khác. Tu kiến trường học khôi phục giáo dục, nghỉ ngơi chỉnh đốn mạch điện thủy lộ, khôi phục cung thủy cung cấp điện, nghỉ ngơi chỉnh đống quốc lộ, tu kiến phòng ốc. Hạ thanh trúc tiền nhiệm sau, sấm rền gió cuốn bắt đầu mạc thế sau thành thị kiến thiết. Mà nhiều như vậy công trình sau lưng, là vô số công tác cương vị, bởi vậy, mặc dù là người thường, cũng có thể tìm tới thích hợp chính mình công tác, cùng mạc thế trước cũng không khác nhau. Chẳng qua này hết thảy nguyên vật liệu cung ứng đều biến thành tạp sư mà thôi. Mạc thế năm thứ 8 các vàng thành cơ hồ khôi phục mạc thế trước trật tự kinh tế phồn vinh, xã hội ổn định. Thành tứ đại chủ thành trung tối phát đạt, phồn hoa nhất tồn tại. Lâm tô siêu thị vẫn cứ là quan trọng nhất, bất quá cũng xuất hiện mặt khác tạp sư nhóm khai hàng phô, chính là quy mô thượng không có biện pháp cùng lâm tô so. Hạ Thanh Trúc cũng tại vài năm này trong, cùng lâm tô càng chạy càng gần, thậm chí rất nhiều lấy bất định chủ ý sự, đều sẽ trưng cầu lâm tô ý kiến, cũng thập phần coi trọng lâm tô đề xuất vấn đề. Mạc thế đệ thập năm, Lâm Tô cùng Hạ Thanh Trúc hai người một cộng lại, bắt đầu làm sự tình. Thiên hạ chi thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, mạc thế sau đó thành năm bè bảy mãn, quần hùng các cứ trường hợp cũng nên kết thúc. Trừ bỏ các vàng ngoài thành, mặt khác tam thành trừ bỏ quân đội thế lực trưởng khống thiết xa thành hoàn hảo một chút, mặt khác hai thành cơ hồ cùng Hạ Thanh Trúc trải qua kia nhất thế không có khác nhau. Tạp sư cao cao tại thượng, duy trì bọn họ cảm giác về sự ưu việt, mà người thường thì thương vong cực cao. Đương các vàng thành một mảnh hài hòa cảnh tượng truyền đến những cái đó địa phương người thường trong tai khi, các vàng thành lập tức thành sở hữu người thường hướng tới thiên đường. Bọn họ nghĩ đến các vàng thành đến, nhưng bị ngăn trở, không có người thường tồn tại, như thế nào phụ trợ tạp sư nhóm cao cao tại thượng. Cho nên bọn họ không nghĩ quản người thường chết sống, nhưng là cấm chế bọn họ trốn hướng các vàng thành. Mà còn phong tỏa ra khỏi thành thông đạo, cũng cấm chỉ các vàng thành người xuất nhập. Cho nên đương các vàng thành kinh tế phồn vinh, nhanh chóng khôi phục ngày xưa phồn hoa khi, Bạch Sa Thành cùng Hắc Sa Thành thì đã trải qua kinh tế cùng xã hội trật tự rút lui. Mà cùng các vàng thành đạt thành hợp tác thiết Sa Thành, thì đi theo các vàng thành cước bộ, chậm rãi hồi phục đứng lên. Lâm Tô cùng Hạ Thanh Trúc cộng lại sự, liền là đêm này tứ đại chủ thành thống nhất lên, chỉ cần này tứ thành thống nhất, chiều hướng phát triển dưới, mặt khác tiểu thành liền không đáng để lo. Trước kia chính bọn hắn đều không khôi phục lại, cũng không rảnh bận tâm mặt khác, hiện tại có năng lực, quốc gia chia năm sẽ bảy cục diện là thời điểm kết thúc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Trọng sinh chi xuyên thư nữ phụ 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Dùng 5 năm, mới đem sở hữu thế lực chỉnh hợp nhau đến, vậy trong đó gian khổ tự không cần phải nói. Nhưng nhìn đến kết quả, sở hữu vất vả cũng đều là đáng giá. Này trong lúc, Hạ Thanh Trúc năng lực cũng nhận được càng ngày càng nhiều người tán thành, cho nên tại lần thứ nhất người lãnh đạo tuyển cử khi, nàng không hề ngoài ý muốn được tuyển. Mà Lâm Tô, vẫn như cũ ở sau lưng yên lặng duy trì nàng. Lại 10 năm đi qua, các nàng quốc gia tuy rằng không có khôi phục đến mặt thế trước kinh tế trình độ, nhưng kinh tế phồn vinh, trật tự ổn định, đuổi kịp và vượt qua trước trình độ chính là sớm muộn gì sự. Lâm Tô đã tại yên lặng thu nhỏ lại siêu thị quy mô, cấp mặt khác siêu thị cơ hội, nhìn trước mắt tạp sư nhóm phát triển tốc độ, có lẽ không dùng được vài năm, liền không cần nàng từ đào bảo tiếp viện, đến lúc đó liền là nàng công thành lui thân thời điểm. Hạ Thanh Trúc liên nhiệm hai giới người lãnh đạo, lui ra tới thời điểm, nàng tích góp từng tí một thiện giá trị đã đỉnh nhiều ngươi nguyện ý dùng ngươi hết thảy thay đổi nhân loại trở về trái đất sao? Hệ thống lần đầu tiên như vậy nghiêm túc hỏi nàng, nhưng Hạ Thanh Trúc sửng sốt một chút. Nàng không trả lời có nguyện ý hay không, mà là hỏi ngược lại, nhân loại còn có thể trở về trái đất sao? Nói thật, địa hạ thế giới phát triển nhanh chóng, kinh tế trình độ cũng chậm rãi khôi phục đến dĩ vãng trình độ, các khoa học gia có thể giải quyết rất nhiều địa hạ thế giới gặp được nan đề, nhưng thủy chung vô pháp giải quyết trái đất bề trên loại vô pháp sinh tồn trạng huống. Từ mặt thế chi sơ liền vẫn luôn không có gián đoạn quá đối mặt thế nguyên nhân nghiên cứu, bất quá lại không có chút nào tiến triển. Cho nên hệ thống hỏi như vậy nàng thời điểm, nàng trước hết nghĩ đến chính là, nhân loại còn có cơ hội trở về trái đất sao? Chỉ cần ngươi tưởng, liền có cơ hội. Hạ Thanh Trúc trầm mặt, chỉ cần nàng tưởng, liền có cơ hội. Nhưng là nghĩ cũng biết, cơ hội này, hiển nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Dùng ta hết thảy là chỉ. Ngươi thiện giá trị, ngươi danh vọng, ngươi số mệnh, ngươi tính ngưỡng lực, bao quát. Tánh mạng của ngươi. Hạ thanh trúc tự dưng nhẹ nhàng thở ra, liền này đó a, à, kia hoàn hảo. Nàng thiếu chút nữa cho rằng nàng hết thảy trung bao hàm thân nhân bằng hữu ni, chính là chính nàng đồ vật nói, kia liền không có gì ghê gớm. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, mấy thứ này tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng nhưng có thể phúc trạch ngươi đời sau, hạ hạ thế, thậm chí sau này rất nhiều thế, những ngươi sinh ra trôi chảy, đến thiên phù hộ. Một khi ngươi bỏ qua này đó, ngươi đời sau liền khó có thể đoán trước, thậm chí là tràn ngập nhấp nhô. Mà ngươi kính dân xuất hết thảy trợ giúp nhân loại trở về trái đất, không có người biết ngươi làm việc này, không có cảm kích, thậm chí quá không được bao lâu liền sẽ đem ngươi quên đi. Hạ Thanh Trúc cười một tiếng, không có quan hệ, ta nghĩ rất rõ ràng, ta cũng không phải vì ai cảm kích mới này làm như vậy. Đời này đều sống không rõ, ai quản kiếp sau như thế nào. Nàng tuy rằng cứu vô số người, nhưng tối quý trọng quan tâm nhất vẫn là thân nhân của mình. Nàng trọng sinh sau đó vẫn luôn không có kết hôn, nhưng vài cái ca ca đều thành gia. Nàng chất tử chất nữ nhóm sau khi sinh, chưa từng có gặp qua Thái Dương, không xem qua Phật phòng núi sông, không xem qua lao nhanh con sông chưa từng nghe qua điểu ngữ không ngửi qua mùi hoa chưa thấy qua mãn nhãn xanh mướt lục từ một sinh ra bọn họ liền sinh hoạt tại địa hạ không có lãnh hội quá thiên nhiên thần kỳ không nói bọn họ chính là những người khác cũng thập phần hoài niệm cái kia thời điểm tự nhiên phong cảnh mà nàng cả đời này vốn là kiếm tới có thể nhiều cùng gia nhân ở chung này vài thập niên nàng đã rất thỏa mãn nếu là chỉ hy sinh nàng một cái đổi đi nhân loại trở về trái đất còn giống như là rất có lời cho nên nàng không đạo lý không đáp ứng thật sự nhìn đến nàng không chút do dự kính dân chính mình cứu trợ thế nhân hệ thống lại luyến tiếc ngươi thật sự không hối hận này một đáp ứng liền không quay đầu lại lộ kỳ thật ngẫm lại tại địa hạ sinh hoạt cũng không có gì làm gì vì những cái đó không liên quan người đi kính dân chính mình a à, cũng không phải nói tại địa hạ liền sinh tồn không nổi nữa hạ thanh trúc không lời gì để nói không là ngươi đem ta bồi dưỡng thành như vậy sao? Muốn là vừa trọng sinh lúc ấy, ngươi theo ta nói lời này thử thử. Buông tha nửa cái mạng không cần, ta cũng phải đem ngươi nhân đạo hủy diệt. Ngươi nữ nhân này thật sự là, không có một chút tâm sao. Coi như là cái miêu miêu cẩu cẩu, làm bạn lâu như vậy cũng nên có cảm tình, ta luyến tiếc ngươi có sai sao. Ý của ngươi là ta liên miêu miêu cẩu cẩu cũng không bằng. Hạ Thanh Trúc hiếp mắt đạo a à a à a à, ngươi nữ nhân này thật sự là tức chết ta tùy tiện ngươi đi tưởng chết thì chết đi thôi nhìn hệ thống bạo đi hạ thanh trúc khóe miệng hơi hơi thượng dương thật khờ hạ thanh trúc không hề dấu hiệu qua đời những lâm tô cũng không dự liệu được nhưng rất nhanh biết được trái đất thượng kia trong không khí không biết tên vật chất đã không có bên ngoài độ ấm cũng khôi phục bình thường nhân loại có thể trên mặt đất biểu hành tẩu khi lâm tô liền minh bạch này nguyên nhân trong đó lâm tô hơi hơi thở dài kỳ thật cùng hạ thanh trúc ở chung lâu như vậy nàng vẫn là rất thưởng thức người này mặt lạnh tâm nhiệt bản chất lương thiện nói là hệ thống hiếp bức nhưng nếu là một lòng làm ác tổng có thể chui vào hệ thống chỗ trống chân tâm hướng thiện cùng giả nhân giả nghĩa vẫn là không đồng dạng như vậy lâm tô có thể nhìn ra được hiện tại nàng vừa đi thế giới liền phát sinh biến hóa nếu nói là không là nàng duyên cớ lâm tô là không tin trong một đêm không biết tên vật chất toàn bộ biến mất, tuyệt không ai có thể vi, định là nàng cùng hệ thống trao đổi mới có hiện tại biến hóa. Vì thế giới kính dân chính mình, Lâm Tô vẫn là rất bội phục nàng. Hiện tại Hạ Thanh Trúc công thành danh toại, địa vị phi phàm, cam tâm tình nguyện buông tha này hết thảy, không là mỗi người cũng có thể làm đến. Mặc thế ập đến 25 năm sau, nhân loại rốt cục có thể phản hồi trái đất, chỉ có mất đi quá, mới biết được đã từng những cái đó tập mãi thành thói quen đồ vật có bao nhiêu đáng quý trái đất vẫn là một mảnh sa mạc nhưng không quan hệ biến mất thổ địa mọi người lại cải tạo trở về biến mất lục sắc nhân loại lại loại trở về đã từng hướng thiên nhiên tác cầu vô độ hiện tại rốt cục đến nhân loại hoàn lại thời điểm lâm tô trở lại hệ thống không gian ba lại khó được không có cầm hắn tiểu sách vỡ viết viết họa họa mà là ngồi sổng băng ghế thượng biểu tình nghiêm túc như thế nào? Hạ Thanh Trúc đủ tư cách. Lâm Tô nhướng mày, không không ba liền nhìn ra nàng suy nghĩ, khoát tay áo đạo, không thể nào, người là rất tốt, chính là đầu óc có chút không đủ sử, không ngươi thông minh. Cũng không thể nhượng nàng còn mang theo nàng cái kia phá hệ thống đến ta này đi. Cuối cùng hắn bản thân lại thở dài, tưởng tìm một cái thông minh cơ trí, thiện lương mà không yếu đuối, quyết đoán mà không lạnh lùng, lý tính mà không thất cảm tình, đại khí lại không câu nệ tình yêu. Nhân vật chính như thế nào liền như vậy khó ni. Lâm Tô. Này tiêu chuẩn, thật là có điểm khó. Đối, cái kia hệ thống là xảy ra chuyện gì? Nó thế nhưng có thể thay đổi thế giới, lai lịch hẳn là không đồng nhất đi. Không không ba biểu môi, cũng liền như vậy hồi sự đi, theo ta kém xa. Lâm Tô. Còn có một vấn đề, Hạ Thanh Trúc liền như vậy kết thúc sao? tổng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng A, ngốc người có ngốc phúc, vốn là số mệnh đoạn tuyệt, về sau không có gì hảo ngày qua, nhưng bởi vì ngươi đem nàng lấy thân cứu thế sự công bố ra ngoài, mọi người cảm kích cùng tính ngưỡng lực, lại cho nàng mang đến số mệnh, đầu thai đến tu đi. Tu sao? Hạ Thanh Trúc từ tiểu liền có một bí mật, bí mật này nàng ngay cả cha mẹ đều không có nói cho, bởi vì khí linh không cho nàng nói. Nàng từ sinh ra liền có một tùy thân không gian, bên trong có linh tuyền linh điền, linh khí nồng đậm, quan trọng nhất là còn có một biết được vạn sự khí linh. Mặc dù là khí linh, nhưng hắn có hình người có thực thể, diện mạo tuấn mỹ, tổng là một thân bạch y, tiên khí mười phần. Chính là tính tình có chút không hảo. Ân. Ừ. Tính tình không hảo. Đối với ngươi hảo có rắm dùng A, dù sao ngươi chính là một cái dưỡng không quen bạch nhãn lan, đối với ngươi thật tốt, quay đầu liền quên. Hạ Thanh Trúc không tin, nàng vừa được như vậy đại, liền cùng hệ thống tối thân, hệ thống giáo nàng đồ vật nàng đều nhớ kỹ ni, so hạ gia những cái đó sư phụ giáo đều lợi hại, nàng có thể thích hắn, như thế nào chính là Bạch Nhãn Lang ni. Biến thành khí linh hệ thống lấy xem thường phiên nàng, đừng tưởng rằng ngươi quên, liền đương không phát sinh quá, nếu không là trước kia chủ nhân nói, lại phụ đạo ngươi nhất thế, liền cho ta đắp nặng thân thể, nhượng ta trở thành chân chính người ta mới sẽ không lại với ngươi có cái gì liên lụy. Hạ Thanh Trúc có chút đáng tiếc, ngươi thế nhưng không là người. cũng phí xinh đẹp như vậy một bộ túi da. nàng thì thào tự nói. hệ thống vừa nghe, lập tức bảo đi. a a a, ngươi nữ nhân này, thật không có tâm sao? đây là trọng điểm sao? ta làm bạn ngươi lâu như vậy, tận tâm tận lực phụ đạo ngươi, ngươi liền như vậy đối ta. ngũ tuổi Hạ Thanh Trúc ta còn là tiểu nữ hài, nữ nhân là hình dung đại nhân. A a a, ta muốn bị ngươi tức chết rồi. Hạ Thanh Trúc cảm thấy hệ thống bạo đi một màn này giống như có chút quen thuộc, tổng cảm thấy phản phất trải qua dường như. Nhất định là hắn bạo đi thời điểm nhiều lắm, cho nên mới nhượng nàng sinh ra loại này ảo giác, ân, hệ thống quả nhiên tính tình không hảo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Nhân yêu chi luyến một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Tô, 11 xã trong tổ chức đi thanh đồng sơn du lịch, người có đi hay không? Lâm Tô từ xã đoàn đi ra thời điểm, Lư Ngữ Phong truy lại đây hỏi nàng. Không đi, ta 11 có chút việc. Lư Ngữ Phong nhãn tình sáng lên, nhưng ngữ khí lại thập phần tiếc hận đạo, thật không đi. Ta nghe nói các việc khả năng cũng sẽ tham gia đi. Lâm Tô thầm mến các việc sự, không sai biệt lắm toàn bộ xã đoàn cũng biết. Trên cơ bản các việc tham gia hoạt động, Lâm Tô cũng đều sẽ toàn bộ tham gia, liên cái này lịch sử hứng thú xã đoàn đều là nàng đi theo các việc tham gia. Bất quá cũng không tính hiếm lạ, trong trường học thầm mến các việc nữ sinh có thể vây quanh giác đại sân thể dục sắp xếp hảo vài vòng, bao quát lưu ngữ phong cũng là, nàng thầm mến trách việc, nhưng không giống Lâm Tô như vậy mọi người đều biết. Lâm Tô lắc đầu, thật không đi được, các ngươi đi thôi, đùa vui vẻ cái này lư ngữ phong ngạc nhiên lần đầu tiên nhìn đến lâm tô không có đuổi theo trác việt chạy bất quá nàng ngạc nhiên cũng chỉ duy trì trong nháy mắt rất nhanh đã bị kinh hỉ vây quanh không quản lâm tô vì cái gì không đi dù sao nàng không đi đối với mình đến nói chính là chuyện tốt lâm tô không đi nàng mới có cơ hội tiếp xúc trác việt trác việt cùng lâm tô thanh mai trúc mã quan hệ thập phần hảo có lâm tô tại Trác Việt liền nhìn không tới mặt khác nữ sinh. Mặc dù như thế, nhưng bọn hắn lưỡng cũng không có cùng một chỗ, bởi vì Trác Việt liền đem Lâm Tô đương muội muội, đối nàng chiếu cố cũng chỉ giới hạn trong huynh muội tình cảm. Khi thật sự là đáng tiếc. Lưu Ngữ Phong trong lòng mừng thầm trên mặt đáng tiếc đạo. Đáng tiếc. Không, tuyệt không đáng tiếc. Trác Việt lúc này đi tới đụng tới hắn chân mệnh thiên nữ, mặt khác nữ sinh hao hết tâm tư cũng là không tốt, cho nên nàng vì cái gì còn muốn chạy này một chuyến. Hơn nữa nguyên tắc trong chính là mấy ngày nay, nguyên chủ thức tỉnh Bắc yêu sư thiên phú, cho nên mới không cùng trác việc cùng đi lữ hành. Lần này thế giới tương đối kỳ lạ, mặc dù là hiện đại thế giới, nhưng có yêu cùng bắt yêu sư như vậy người tồn tại. Nam chủ là trác việc không thể nghi ngờ, mà nữ chủ hồ tiểu bạch thì là một cái bị phong ấn cửu trăm năm hồ yêu, bị nam chủ ý ngoại đánh vỡ phong ấn sau mang xuất thâm sơn, Thiệp thế chưa thâm, đối hiện đại thế giới dốt đặt cán mai tiểu hồ yêu, cùng cao lãnh xuất khí nhân loại vạn nhân mê nam chủ, tạo thành một đôi hoang hỷ oan gia, trải qua đủ loại ma sát cuối cùng tu thành chính quả cố sự. Mà lâm tô lần này nhân vật, là thức tỉnh bắt yêu sư huyết mạch đại nhân vật phản diện, nàng cùng nam chủ thanh mai trúc mã, lại yêu mà không được, người trong lòng thế nhưng còn ái thượng một cái hồ yêu, không quản là tình địch thân phận, vẫn là bắt yêu sư thân phận đều nhượng nàng đối nữ chủ coi như thiên địch, cấp nam nữ chủ chi gian tăng thêm vô số ma sát, lại làm cho bọn họ càng yêu càng sâu. Mà chuyện xấu làm tẩn lâm tô, cuối cùng bị báo ứng, bị yêu hồ tiểu bạch nam nhị, một cái hổ yêu, lấy tẩn máu đầu tiêm chế thành dược ngòi nổ, tới cấp hồ tiểu bạch tục mệnh. Cố sự lược cẩu huyết, bất quá lâm tô đối cái này bắt yêu sư thân phận vẫn là rất cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là. 003 lúc này cho nàng bàn tay vàng cũng rất thú vị là một bản khế ước thư, có thể cùng nguyện ý đi theo nàng sinh linh ký kết khế ước, cái này sinh linh có thể là người, yêu, tinh quái chờ các loại sinh linh. Ký kết khế ước sau, bị khế ước giả có thể bị Lâm Tô sử dụng, cùng tu chân giới ngự thú tông năng lực không sai biệt lắm. Lâm Tô trở lại chỗ ở, tâm thần vừa động, liền triệu hồi ra khế ước thư. Khế ước sách vỡ thể là một bản màu đen đóng buộc chỉ thư, bì mặt thượng dùng chữ tiểu truyện viết khế ước thư ba chữ chỉnh thể bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng là nàng bây giờ lại không mở được, ước chừng phải đợi khế ước sinh linh sau đó tài năng mở ra đi. Lâm Tô lại đem thư thu hồi đi, tính toán tìm cơ hội trước khế ước một cái nhìn xem. Miêu, nguyên chủ dưỡng Miêu nhảy đến Lâm Tô trên đùi, nghiêng đầu đối nàng Miêu Miêu thẳng gọi. Này con mèo gọi tuyết cầu, cả vật thể tuyết trắng, không có một tia tạp sắc, ánh mắt giống xanh biếc bảo thạch, thập phần phiêu lượng nhìn không ra là cái gì chủng loại nguyên chủ cũng là ngẫu nhiên nhặt được nó xem nó thật sự quá tốt nhìn liền mang trở về nuôi từ nguyên chủ ký ức đến xem này con mèo tử không là dính người tính cách ngược lại tương đối cao lãnh thông minh lại an tĩnh đột nhiên như vậy nôn nóng thật đúng là hiếm thấy lâm tô tâm tư vừa động lại đem khế ước thư triệu hồi ra đến hỏi tuyết cầu ngươi tưởng muốn cái này miêu 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 tuyết cầu nhìn không thấy khế ước thư nhưng cảm giác đến cái kia làm cho mình phi thường thích khí tức lại xuất hiện, lập tức nhào lên, miêu miêu thẳng gọi. Lâm Tô liền minh bạch, tuyết cầu quả thật là thích này khế ước thư. Không phải bắt nó khế ước. Khế ước thư không chỉ là nhượng kiềm giữ giả có thể sử dụng bị khế ước giả, đồng thời đối bị khế ước giả cũng có rất nhiều có ích, bằng không không có nửa điểm chỗ tốt ai nguyện ý cam tâm tình nguyện bị khế ước. Hơn nữa bị khế ước giả một khi ký kết khế ước sau, liền sẽ cùng khế ước giả tâm ý nghĩ thông suốt. Lâm Tô vẫn là đỉnh thích tuyết cầu, cho nên đem tuyết cầu khế ước cũng không sai. Không vi mặt khác, liền chỉ riêng là tâm ý tương thông điểm này, cũng đầy đủ. Đương nhiên, nàng cũng không thể vô hạn chế khế ước, có thể khế ước số lượng, muốn coi năng lực của nàng mà định. Cho nên này hữu hạn khế ước giả trung, nàng muốn tỉ mỉ chọn lựa, tốt nhất là tìm có năng lực yêu khế ước không phải hậu kỳ nam nhị hồ bất ngôn liên thủ mặt khác yêu đối phó nàng thời điểm, nàng không cái giúp đỡ cũng không được. Nghe nói yêu đều giấu kín tại thâm sơn lão lâm trong, cho nên nàng tính toán thừa dịp 11 thời điểm chính mình đi ngọn núi đi một chuyến. Lâm Tô vừa nghĩ biên đem mình ngón trỏ giảo phá, lấy huyết vi dẫn, ở trong không khí vẽ một đạo phù. Phù thành sau đó kim lóng lánh, tiến vào tuyết cầu thân thể sau, khế thành. Lâm Tô nháy mắt cảm giác chính mình cùng tuyết cầu có không đồng dạng như vậy ràng buộc. A nha mụ nha, chính là cái này vị, mau đem miêu thu vào đi, mùi vị kia lão thư thái. Vừa ra khỏi miệng chính là nồng đậm đông bắc đại lão gia khang, cùng nó tao nhã bề ngoài một chút đều không tương xứng, Lâm Tô có chút tiêu tan. Bất quá vẫn là theo lời bắt nó thu đi vào. Khế ước thư có chuyên môn thư trung thế giới, cũng bị khế ước giả cư trú. Tuyết cầu trở ra, Lâm Tô lại nếm thử đi mở ra khế ước thư, lần này lại dễ dàng mở ra, bất quá chỉ có đệ nhất trang. Tính danh Tuyết cầu chủng loại Miêu tuổi 98 năng lực Bán manh Lâm Tô có chút kinh ngạc, tuyết cầu thế nhưng đã 98 tuổi sao? Nguyên chủ tùy tay một nhặt, liền nhặt một cái không có biến hóa yêu, trách không được mau sắc xinh đẹp như vậy, nguyên lai like là yêu. Nhưng năng lực là bán manh là cái gì quỷ? Sống khoái 100 tuổi liền chỉ biết bán manh sao? Bán manh sao? Mạc pháp thời đại có thể thành tinh liền không sai, ngươi còn muốn cho Miêu sao tích a? Lâm Tô, ngươi một đại lão gia bán manh, ném không ném Miêu a? Bất quá, ngươi một cái yêu, lúc trước như thế nào đã bị ta cấp nhặt trở lại ni. Nhặt nó trở về thời điểm nguyên chủ vẫn là người thường ni. Bên ngoài không hảo hỗn, đương nhiên muốn tìm người nuôi. Miêu nhìn ngươi giống kẻ có tiền, cho nên gắn gượng mà làm đi theo ngươi. Lâm Tô Ta cảm ơn ngươi gắn gượng mà làm A. À. Cùng nguyên tắc giống nhau, Lâm Tô tại 11 nghỉ trước thức tỉnh Bắc Yêu Sư Thiên Phú. Bắc Yêu Sư là một cái thần kỳ chức nghiệp, có thể dựa vào huyết mạch kéo dài, Lâm gia tổ tiên xuất quá rất nhiều Bắc Yêu Sư, mà còn có danh tiếng cũng không thiếu, bất quá đến gần hiện đại, yêu quái chợt giảm, Bắc Yêu Sư cái này hành nghiệp cũng từ từ xuống dốc, đã có rất ít người làm cái này hành nghiệp. Lâm gia lại mỗi một đại đều có bác yêu sư tồn tại, đến lâm tô phụ mẫu kia nhất đại nhưng vẫn không có người thức tỉnh, còn tưởng rằng truyền thừa muốn đoạn tuyệt, lại không nghĩ rằng tại lâm tô này nhất đại thế nhưng còn có thể thức tỉnh. Lâm tô cùng trong nhà nói việc này sau, lâm gia lập tức đem nàng tiếp hồi tổ trạch, cho nàng phổ cập bác yêu sư không thiếu sự, cũng đem trước đây bắt yêu sư lưu xuống điển tịch tư liệu đều giao cho nàng. Bởi vậy, lâm tô trở thành một danh chân chính mắt yêu sư che trời cự trong rừng cây lâm tô bối bao bước thấp bước cao gian nan tiến lên tuyết cầu ngồi sổn nàng trên vai lải nhải khế ước như vậy nhiều làm cái gì nha có miêu một cái còn chưa đủ sao các ngươi nhân loại liền thích làm loại này trái ôm phải ấp hoạt động miêu phỉ nhổ ngươi lâm tô không phản ứng nó nó còn nói thêm miêu với ngươi lui nơi này có cái đại yêu quái có thể dọa người lấy ngươi hiện tại đạo hành, lấy nó có thể không có biện pháp. Lâm Tô dừng bước lại, làm sao ngươi biết? Yêu cũng là hoa đỉnh núi, cái gì đỉnh núi đại yêu quái không dễ chọc, miêu này đó tiểu yêu quái đương nhiên phải nhớ rõ ràng, vạn nhất chọc giận bọn họ, miêu này tiểu thân thể còn chưa đủ nhân gia tắc kẻ răng. Miêu có thể nhắc nhở quá ngươi, đợi lát nữa gặp được đại yêu quái ngươi trước đem miêu thu vào đi, trông cậy vào miêu giúp ngươi đánh nhau, đó là không có khả năng, đời này đều không có khả năng. Lâm Tô Mặt không đổi sắc, chậm, ngươi nói đại yêu quái đã đến. Trở thành bắt yêu sư sau, một cái rõ ràng đặc điểm chính là Lâm Tô có thể phân biệt yêu khí, vừa rồi tuyết cầu nói chuyện thời điểm, yêu khí bỗng nhiên nùng liệt đứng lên, Lâm Tô chỉ biết có yêu quái đến nàng phụ cận. Như vậy nùng liệt yêu khí, cũng không có khả năng chính là tiểu yêu. Không cần nàng nói, tuyết cầu cũng cảm nhận được đến tự linh hồn uy á nó thanh âm rung lẫy bẫy, khoái, mau đem miêu thu, miêu chân nhuyễn. Túng miêu. Lâm Tô tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn là theo lời đem tuyết cầu thu đi lên, nàng khế ước thư mới vừa một lấy ra, trên cây liền nhảy xuống một cái không rõ sinh vật, vững vàng dừng ở nàng trên tay. Chuẩn xác mà nói là rơi xuống khế ước trên sách, bất quá khế ước thư chỉ có Lâm Tô có thể nhìn đến, có thể đụng đến, cho nên nó chỉ có thể xuyên qua thư rơi xuống nàng trên tay vàng nhạt sắc, lông xù đoạn mau, mang theo màu trắng hoa văn, lỗ tai viên viên, ánh mắt ướt sủng, thoạt nhìn tựa hồ là mới vừa cai sữa dường như ấu tể. Nó đầu thượng rõ ràng, vương tự hoa văn, nói cho lâm tô, đây là một cái lão hổ ấu tể. Nó thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, lâm tô cũng không dám khinh thường, này nùng liệt yêu khí nhắc nhở lâm tô, này khả năng chính là tuyết cầu nói kia chỉ đại yêu quái. Ngươi cũng thích cái này hương vị. Tiểu hổ tể tự hồ nghe đã hiểu, mảnh gật đầu. Khi theo ta ký kết khế ước hảo hay không? Lại là một trận mảnh gật đầu. Lâm tô giảo phá ngón trỏ bắt đầu vẽ bùa, phù lạc khế thành, thuận lợi bất khả tư nghị. Mau đem bổn vương thu vào đi. Nguyễn manh manh tiểu nải âm, cùng bề ngoài giống nhau như đúc manh, lại tự xưng bổn vương, những người không biết nên khóc hay cười. Lâm tô biết nó đối khế ước thư khí tức cảm thấy hứng thú, cũng không nói nhiều, trước bắt nó thu đi vào. Sau đó nàng mở ra khế ước thư, thứ hai trang viết tiểu lão hổ tin tức. Tính danh Hổ đại vương chủng loại Hổ tuổi 281 năng lực Không gian, trữ vật, xé rách, cái này lợi hại, đã có thể trữ vật, lại có lực công kích, so sức chiến đấu tra tra tuyết cầu mạnh hơn nhiều. Mấu chốt là nhân gia cũng có thể bán manh A, à, như vậy một so, vương quả nhiên là vương. Lâm Tô hết sức cao hứng, một con mèo, một cái manh đến phạm quy hổ tể nhi, nếu là nàng khế ước yêu quái đều là loại này nhuyễn manh manh lông xù, giống như cũng không sai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.